Chương 11 Tạ thần sức sống Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Người tốt, người trẻ tuổi Đối mặt phó tiền đột nhiên nó đến đến gần, quý phụ rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp phát ra ăn ăn tiếng cười. Con mắt của nàng cho người một loại kỳ quái mê ly cảm, như là một cái nằm rạp giả thú. Năm người tự vào cửa bắt đầu, liền bị nàng liền dùng ánh mắt như thế vừa nhìn chầm chầm nương theo trong miệng khanh khách vang vọng dòng máu, phó tiền không nghi ngờ chút nào nạn lúc nào cũng có thể sẽ xông lên cắn người một khẩu. Tốt đang trả lời xong phó tiền lời nói sau, nạn ánh mắt trở nên thoáng có chút thanh minh, từ hồ nhớ lại nhân loại mình thân phận. Còn có thể đối thoại, có cửa. Xem ra vẫn chưa hoàn toàn mất đi thần trí. Phó tiền phán đoán chính xác, hứng thú tăng nhiều, quyết định tiếp tục chấp hành chính mình hấp dẫn sự chú ý kế hoạch. Phu nhân ngươi thật xinh đẹp, có hứng thú tới một lần âm khoảng cách tiếp xúc sao? Lo lắng tẻ nhạt đến gần dùng từ hấp dẫn không được sự chú ý, hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Hi hi. Mỹ phụ tay che miệng, con ngươi chậm rãi chuyển động, phát ra một trận tinh tế tiếng cười. Vấn đề của ngươi rất thất lễ, nhưng rất có sức sống, xem ra cũng rất ngon miệng. Thế nhưng ngươi xác định, như vậy ngươi còn sẽ thích. Quý phụ nhẹ nhàng sau dựa vào để nhô lên bụng dưới lộ ra, một cái tay ở phía trên nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt nhu hòa. Không có chuyện gì ta yêu thích hài tử. Phó tiền thần sắc không thay đổi chút nào. Thật không? Quá tốt rồi. Mỹ phụ nụ cười càng ngọt ngào. Ta cũng yêu thích. Đặc biệt là tuổi trẻ hài tử. Hàng này không cho chúng ta động thủ, chạy đi ve vãn rồi. Vẫn là cùng trong miệng hắn tà ác tồn tại xa xa bốn người đã nhìn ngốc lý trí cùng trinh tiết bị trước mắt một màn điên cuồng xung kích này chỉ chốc lát quý phụ trên mặt nhỏ xuống dòng máu mạnh sứ đã đem ngực nhùm đỏ một mảnh đỏ trắng tương xứng bên dưới càng yêu diễm nhưng mà phó tiền đối này ngoảnh mặt làm ngơ y nguyên ánh mắt đưa tình ẩn tình ngôn ngữ thấp kém hạ lưu người này không thể lưu a à. mắt thấy tình cảnh này bạn thốn nam không nhịn được tự lẩm bẩm cảm giác mình kỳ lân cánh tay rụt trà rụt trịch. Tuổi con trẻ liền như vậy biến thái, giả lấy thời gian nhất định là xã hội không ổn định nhân tố. Cái tên này, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, nắm giữ quá nhiều chúng ta không biết tin tức. Một bên đội trưởng vẫn là thành thục một ít, biết phó tiền là ở cho mình tranh thủ thời gian, nhưng trong lòng vẫn là không nhìn được bốc lên không ngớt. Bất quá bốc lên về bốc lên, đội trưởng vẫn là ngay lập tức móc ra hắn đại sát khí hộ ta. Nhỏ giọng rống lên một câu, đội trưởng nhắm chuẩn mục tiêu, bắt đầu xúc lực. Có phó tiền như vậy kiềm chế ở, khóa chặt mục tiêu thực sự không muốn quá đơn giản. Quý phụ thậm chí bị dẫn dắt quay lưng bên này. Này nếu là không làm được, đập đầu chết quên đi. Theo điện quan điên cuồng lấp lóe hội tụ, đội trưởng cũng là càng ngày càng sốt sắn. Cuối cùng ở ba người hộ vệ dưới, đội trưởng trong tay điện quan bành trướng tới cực điểm sau một khắc, vô cùng vô tận ti điện, đem quý phụ triệt để bao phủ. Liên cách một cái bàn phó tiền, cảm giác trong nháy mắt đó con mắt đều muốn mù. Mu. Quý phụ thân thể, như là trong cuồng phong rơm rạ, không nghi ngờ chút nào dễ dàng sụp đổ. Từ da đến cốt, dập tắt thành tro. Mà nàng bụng dưới vị trí, một đoàn bóng xám lúc này mới bắt đầu kịch liệt dãy dùa. Tần tần bình phong xuất hiện lại chớp mắt phá diệt, cuối cùng không tiếng động nổ thành một đoạn khói đen chậm rãi tiêu tan chết rồi huy hoàng cực kỳ chớp giật pháo quỷ đạo ngừng lại bốn vị chấp dạ nhân đều là thở dài một hơi đội trưởng lúc này đã tới cực hạn cả người kém chút quỳ xuống trên đất nhìn ra chi phối vật này tương đương tiêu hao sức mạnh xác nhận dưới chu vi tình huống miễn cưỡng đứng lên đến đội trưởng chỉ mới nói nửa câu một bàn tay xuyên thấu đội trưởng lồng ngực tất cả mọi người cương tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn đội trưởng sau lưng ông lão. Người sau lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, sau một khắc, con nào bàn tay khô gầy lộ ra đạo đạo đau xương, triệt để đoạn tuyệt đội trưởng sinh cơ. Tà thần dòng giỏi giáng lâm, thu nhận thất bại ở này lại đều không chết. Trở lại nhà kho phó tiền, thấm thiết ý thức được cái gì gọi là tà thần khó chơi. Vừa nãy quý phụ biến thành cho bụi sau, nhưng không có thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, Hắn lúc đó liền có chút hoài nghi. Đáng tiếc ông lão động tác quá nhanh. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ vật kia mặc dù là dáng lâm cơ thể mẹ bị hủy, y nguyên có thể bám thân chiếm cứ người khác thân thể hoàn thành dáng lâm? Không thể. Nếu như thật bất tử bất diệt tùy tiện chiếm cứ, vật này hoàn toàn có thể cái này tiếp theo cái kia hành hạ đến chết xong tất cả mọi người, cần gì phải đối chấp vật quỷ đạo lớn như vậy phản ứng. Nhưng ông lão quả thật bị chiếm cứ rồi hắn có cái gì khác với tất cả mọi người địa phương sao quyển sổ kia phó tiền ánh mắt sáng lên nghĩ đến một điểm nhớ tới ông lão đã nói bút ký là từ chung quanh đây tìm tới mà nghi thức mật văn đồng dạng đến từ chính phía trên từ một loại ý nghĩa nào đó giảng bút ký cùng vị này nghĩ dáng lâm huynh để có liên hệ thực sự là quá bình thường cân nhắc đến ông lão vẫn sát người đặt thông qua nó hoàn thành bám thân sống lại vẫn rất có khả năng nhưng nếu như đúng là như vậy, tình huống liền càng phức tạp rồi. Sang trị giảm một, tiến vào thu nhận cảnh tượng của phó tiền cao mày, lựa chọn lại lần nữa tiến vào. Y nguyên là hóa thân chuyên gia, một đường dẫn dắt mọi người tới đến dưới đất, sau đó tiến lên tán gái, cho đội trưởng sáng tạo mở cơ hội lớn. Chỉ bất quá lần này đội trưởng phát động sau, hắn không có lưu tại tại chỗ xem xét tà thần hủy diệt quá trình, mà là ngay lập tức lùi đi bóng đen ở chớp giật chùm bên trong dãy dụ tiêu tan trong nháy mắt, phó tiền không chút do dự đối với đội trưởng trong tay đại sát khí, liền thả năm phát đạn không khí. Ở một đám người kinh hải gần chết trong ánh mắt, còn chưa kịp định chỉ chấp giật chùm chớp mắt lên phản ứng. Một trận kịch liệt trung động sau, chấp giật chùm từ căn nguyên nơi nổ tung, xanh trắng ti điện chớp mắt bao phủ toàn bộ phòng khách. Khủng bố xung kích bên dưới, phó tiền không có chút hồi hộp nào bị hất bay chỉ chốc lát sau tia điện tản đi, phó tiền từ dưới đất bò dậy đến, nhìn thấy đồng dạng nằm trên đất mấy người. Cách đến gần, thực lực yếu nhất ông lão đã triệt để hóa thành một đoàn than tốc. Đội trưởng cùng bản thống nam cũng là thoi thóp. Duy nhất một cái đứng sứ trắng nữ tô cao. Vào lúc này đau chóng, đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn mình. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rơi vào loại kia pha lê vết trạng nước trạng thái, tự như lúc nào cũng khả năng sụp đổ, có thể nói khốc liệt, còn không kết thúc. Đồng dạng thương tích khắp người Phó Tiền vẫn không có đợi được thu nhận thành công nhắc nhở. Hít mắt nhìn quét một vòng, Phó Tiền lưu ý đến ông lão thi thể cách đó không xa, một bản bút ký chính trạng ngời rực rỡ, thậm chí ở chính mình chuyển động. Rơi ra đến rồi. Phó Tiền trong lòng hơi động, nhìn trong sổ tự hồ muốn sống lại phi sắc huyết quang trực tiếp nắm lấy đến nắm trong tay sau một khắc lòng bàn tay chính là đau xót hầu như là trong nháy mắt lạnh lẽo khí tức âm lãnh liền bao phủ hắn phó tiền cảm giác tư duy cấp tốc bị cuồng bạo dết chóc muốn tràn ngập lý trí cực tốc tiêu tan quả nhiên không ngoài dự đoán vật này nghĩ thông qua bút ký bám thân chính mình xứng đáng là tà thần sức sống thực sự là cường hãn phó tiền vừa than thở vừa giơ lên tay phải vuốt nhẹ ở xương sườn dưới tìm tới một cái vết thương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Đặc thù khen thưởng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một chiêu kia gọi gì tới? Giao trước góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hít một hơi dài. Cái kia vẫn không có cơ hội dùng kỹ năng. Nội tạng bạo kích, tìm đúng cơ hội, xuyên qua vết thương trực tiếp thương tổn đối phương nội tạng, cấp cho tính chất hủy diệt thương tổn không chút do dự hắn lấy tay theo xương sườn dưới vết thương duỗi vào trong ấm áp xúc cảm truyền đến năm ngón tay như là khát máu rắn cấp tốc vặn vẹo duỗi dài vô số bé nhỏ xúc tu râu dài điên cuồng phát sinh thâm nhập huyết nhục chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau cho ta chết tay phải đột nhiên nắm chặt nội tạng bạo kích phát động huyết quang đầy trời tung tóe bên trong phó tiền cảm thấy huyết nhục linh hồn đều bị đòn đánh này móc trống rỗng sang trị giảm một ở sang trị giảm một ở sang trị giảm một một trận bé nhỏ tiếng nghẹn ngào tràn ngập đầu óc của hắn xé rách ý thức của hắn liên tiếp sang trị hạ thấp cảnh kỳ điên cuồng xuất hiện đầy đủ liền giảm bảy điểm mới ngừng lại tiếng nghẹn ngào cũng biến mất theo hô lần này hẳn là thật quyết định rồi phó tiền thở ra một hơi ngẩng đầu lên ở đội trưởng cùng tô cao kinh hải không tên trong ánh mắt, phó tiền nhíu nhíu mày, đứng chắp tay, một bộ cao nhân tư thái. Thu nhận điều kiện đạt thành, đánh số 2133 thu nhận thành công, thu nhận thành công nhắc nhở truyền đến, cảnh vật trước mắt cấp tốc tiêu tan, phó tiền lại lần nữa trở lại nhà kho. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá. Thần cản giết thần, chúc mừng, ngươi không chỉ có thành công ngăn cản tà thần dòng dõi giáng lâm, thậm chí tự tay đối với nó tạo thành khó để khôi phục thương tổn, đây là khó có thể tin tráng cử. Ngươi lấy phạm nhân thân thế cho thần linh lên một khóa, điên cuồng lại bình tĩnh ác ôn tên trường ngươi ra không còn có thế là ai khác. Lần này sự cố tạo thành to lớn thương vong, thậm chí dẫn đến chấp dạ nhân thành viên ngã xuống, chấp dạ nhân nội bộ đối này dành cho độ cao quan tâm, tài liệu tương quan bị nghiêm ngặt bao bọc. Đánh giết kẻ địch. Tà thần dòng giỏi, do người 22 khen thưởng. Sang trị 31, linh cảm 5 đặc thù đánh giết khen thưởng. Bạo đồ phải chăn chiếu lại sự kiện hồi tưởng. Cuối cùng hoàn thành rồi. Trong kho hàng, trước dị tượng đã biến mất rồi. Phó tiền thở phào nhẹ nhõm đồng thời, phản ứng đầu tiên nhưng là đưa tay sờ sờ cái bụng. Nội tạng bào kích kia một hồi, thực sự để người khác sâu ấn tượng. Xác nhận tất cả bình thường linh kiện vẫn còn, Phó tiền cuối cùng bắt đầu kiểm tra phần thưởng của chính mình. Thần cản giết thần này đánh giá có chút lợi hại A, à, chủ yếu nguyên với mình thí thần tráng cử đi. Đánh giết một khối này lại là sáng tỏ đem dòi người số lượng thống kê vào trong. Kết hợp sang trị tăng cường lượng, xem ra chính mình trước ở bên trong soạt đánh giết mấy vẫn hữu dụng. Lần này sang trị có thể nói tổn thất nặng nề, có thể có ngoài ngạch bổ sung cũng khá, thêm vào lần này khen thưởng hiện tại sang trị là có 43 điểm. Linh cảm lại bỏ thêm năm, không biết lần sau chính mình sẽ thấy cái gì. Nhưng mà trừ đó ra, màn kịch quan trọng khen thưởng lại chỉ có một kiện, có phải là có chút không đủ hợp lý. Phó tiền cao mày, lật đến chính mình đặc thù đánh vết khen thưởng. Bảo đồ Siêu phàm hình thái, tiêu hao phẩm, sử dụng sau gần ngươi thăng cấp làm nên hình thái, quá trình này không thể nghịch. Thân thể cường tráng, mau lẹ tốc độ khiến ngươi triệt để thoát khỏi nhân thể hạn chế thay đổi bản chất của sinh mệnh huyết nhục khổ yếu huyết nhục phi thăng này phó tiền hiếm thấy sửng sốt một lúc siêu phàm hình thái danh xưng này thực sự là rất khó không khiến người ta liên tưởng đến siêu phàm giả nhớ tới đến mình trước bốn vị chấp giả dạ nhân đội hữu phó tiền đối xứ trắng nữ tô cao khủng bố ánh đao có thể nói khắc sâu ấn tượng tốc độ kia cùng sát thương tuyệt không phải cái gì kiếm thuật đại sư có thể hình dung, đó là độc thuộc về siêu phạm giả sức mạnh. Không lý giải sai lời nói, vật này có thể đem mình biến với bọn hắn một dạng. Cái gì cũng không cần làm, sử dụng trực tiếp liền biến siêu nhân. Lại còn có chuyện tốt như thế. Bất quá hay là muốn cẩn thận một điểm, rốt cuộc quá trình nhưng là không thể nghịch. Phó tiền giấu tay cầm, do dự đại khái hai giây đồng hồ. Cảnh cáo, vật phẩm sử dụng sau sẽ biến mất, phải chăng xác nhận sử dụng. Xác nhận. Cơ hội như thế, từ bỏ là không thể từ bỏ. Lại nói nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, không sử dụng chính mình lần này không phải làm không công rồi. Theo phó tiền xác nhận, một dòng nước ấm tràn vào thân thể. Sau một khắc, toàn thân huyết dịch tựa hồ sôi trào rồi. Trái tim như là siêu tầng mô, bắt đầu điên cuồng loạn động, nương theo bắp thịt toàn thân đều đang nhanh chóng co rút lại bành trướng sau một hồi lâu phó tiền mở mắt ra tim đập đã khôi phục bình thường trên người tràn ngập trước nay chưa từng có sức mạnh phó tiền thử nắm một thoáng quyền có thể cảm nhận được trên cánh tay bắp thịt dường như dây thép vạn thành không còn là người bình thường rồi sâu trong nội tâm truyền đến cảm giác để phó tiền tỉnh táo biết được điểm này thực sự là độ tốt a à, xứng đáng là thí thần sau khen thưởng sau đó chấp hành nhiệm vụ phần thắng nhiều hơn không ít bản ngày công tác nội dung hoàn thành cảm tạ ngươi nỗ lực của hiện tại có thể rời đi nhà kho ngày mai gặp nhắc nhở thanh âm vang lên phó tiền đem thẻ công tác hái xuống thật sự có điểm mệt muốn chết rồi ngày hôm nay công tác nội dung so với trong tưởng tượng gian nan cũng tiêu hao tương đương tâm lực trước mắt cảnh vật biến ảo lại lần nữa trở lại quen thuộc nhà phó tiền quơ quơ đầu rất nhanh phản ứng lại chính mình ngày hôm nay còn không ăn cơm. Chính đang do dự là đơn giản luộc cái mặt vẫn là điểm cái thức ăn ngoài khao một hồi, phó tiền đột nhiên cảm giác trên người có chút không dễ chịu. cúi đầu nhìn một chút, nguyên lai rất vừa vặn quần áo, lúc này lại đang gắt gao vỡ ở trên người, nút buộc mắt thấy đã không chịu nổi gánh nặng. Ý thức được cái gì, phó tiền trực tiếp chạy vào phòng rửa tay. Trong gương chính mình quen thuộc lại xa lạ vốn là có chút thon gầy thân thể vào lúc này dường như thổi phòng một dạng bành trướng không ít trôi chảy đường nét hoàn mỹ hình thể từng cái từng cái bắp thịt gốc cạnh rõ ràng trong lúc vung tay nhất chân tràn ngập nổ tung sức mạnh trong cảnh tượng thu được khen thưởng lại có thể mang ra đến mình rốt cuộc là nhận một phần công việc gì phó tiền rửa mặt để cho mình yên tĩnh một chút tuy rằng xưng hào là bạo đồ may mà không có trở nên đầy mặt trâu quai nón thậm chí da dẻ xem ra càng mềm mại bóng loáng rồi quả nhiên hiện tại lưu hành chính là âu phục bạo đồ sao từ phòng rửa tay đi ra phó tiền nghĩ đến một điểm dùng ngón tay nhắm ngay trên bàn một bình nước suối đùng bọc nước tung tóe bình nước khoáng bị vô hình đạn không khí miễn cưỡng bắn ra một cái lỗ thủng to nước chảy đầy bàn yên lặng như tờ nếu như ngươi đột nhiên không phải người sẽ làm cái gì Phó tiền trước đây vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nếu như nói trước mỗi ngày tới sổ 30.000 khối để hắn miễn với ăn đất vận mệnh, do đó đối tiền tại khái niệm có chỗ chuyển biến. Hóa thân kia bạo độ lại là để hắn đối nhân sinh khái niệm đều phát sinh ra biến hóa. Này chuyển biến to lớn như thế, để hắn đầy đủ hoa một cái hamburg thời gian mới tiêu hóa hiện thực này. Hút một ngụm lớn băng khoát nhạc, phó tiền nhìn trong mặt Donald 5 năm nữ nữ, cảm khái vạn ngàn đây là thói quen của hắn mỗi lần bận rộn một hồi sau đều đến ăn rác rưỡi thực phẩm đó là tràn ngập phóng túng sa đọa thỏa mãn cảm giác tốt lắm rồi từ nhỏ đến lớn phó tiền đều là so sánh ly kinh bạn đạo loại người như vậy bằng không cũng sẽ không đem chính mình hỗn thành bức này khốn cùng chán nản dáng dấp nhưng nói thế nào đi nữa sinh tồn áp lực vẫn là xếp ở nơi đó bao nhiêu cũng phải vì kế sinh nhai buôn ba hiện tại đột nhiên sinh tồn áp lực không còn thậm chí ngay cả người đều không nhất định đúng rồi cẩn thận ngẫm lại loại này một hồi mất đi mục tiêu cuộc sống cảm giác thật vui sướng sao đúng thoải mái lật rồi phó tiền không chút do dự trở về chính mình tuy rằng cũng là cái nghề tự do giả nhưng hắn cùng những kia thương xuân bi thu văn nghệ thanh niên không có quan hệ gì hắn là cái phải cụ thể người không thích những kia lập dị tư duy lại để hắn chọn một vạn lần hắn cũng có là đồng dạng trở về không có cái gì đồ vật, so với càng nhiều quyền lựa chọn càng có giá trị. Chính cảm khái nhân sinh, lúc này hắn đặt lên bàn điện thoại di động nhưng là đột nhiên vang lên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Khiếp sợ Tần Đại Thiếu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tần Minh Trạch Vừa nhìn điện báo dãy số, phó tiền thoải mái tiếp lên. Người không ở nhà. Đầu bên kia điện thoại người rõ ràng có chút nghi hoặc. Phía dưới ăn cơm đây. Khó được A, à, lại tự mình ra cửa ăn cơm. Tần mổ nói mang trào phúng. Ngươi sẽ không ở cửa nhà ta chứ? Ngươi nói xem. Cúc nhanh lên trở về, cuối tuần trở về chuyến quê nhà, mang cho ngươi điểm đặc sản địa phương. Quên đi ta xuống tìm ngươi đi. Chờ một lúc còn có việc, đồ vật trước cho ngươi vứt cửa rồi. Phó tiền đối này cậu cũng không được lúc này đồng ý cúp điện thoại. Là một tên thâm niên trạch nam, vị này tần minh trạch huynh, xem như là phó tiền số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Hắn so với phó tiền lớn tuổi vài tuổi, có thể nói thanh niên tuấn kiệt. Gia cảnh ưu việt, thể dục kiện tướng, giao tiếp chi hoa, tinh thông năm nước ngoại ngữ, tuổi còn trẻ đại học danh tiếng tốt nghiệp. Hiện đã ở nào đó cỡ lớn luật sư sự vụ sở thực tập, lập chí làm một tên nghề nghiệp tụng côn. Như vậy một vị nhân vật, cùng phó tiền hẳn là tám gậy tre đánh không được loại kia, thế nhưng không tên liền thành bằng hữu. Dùng hắn nói, không có nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn chầm chầm, tiểu tử ngươi nhất định trở thành nguy hại xã hội không ổn định nhân tố, nhìn thấy ngươi ta liền có loại không tên sứ mệnh cảm. Sau 5 phút, một cái cao to bóng người đẩy ram cơ cửa, hướng về phía phó tiền liền đi tới. Khó được ra chuyến cửa, ngươi liền không thể ăn chút khỏe mạnh. Mẹ nó, Âu phục dày da tần minh trạch, ở cách phó tiền hai bước địa phương xa đứng lại rồi. Không dám tin tưởng dụi dụi con mắt. Người mẹ nó. Gặp cái gì? Hả, gần nhất tập thể hình tới. Đối mặt tần minh trạch không tên ngạc nhiên, phó tiền đã sớm nghĩ kỹ đáp án, vào lúc này một mặt hồn nhiên. Hắn biết biến hóa trên người là có chút khuếch đại. Chính mình vốn là thân cao không thấp, thế nhưng có chút gầy gò, đứng ở tầng minh trạch trước mặt hãy cùng cây sậy một dạng. Nhưng biến thân bạo đồ sau, tuy rằng yên nguyên không giống tầng minh trạch khổ người khuếch đại như vậy, nhưng đã hoàn toàn không thể giống nhau, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là cường tráng cảm giác mạnh mẽ. Ngươi cũng sẽ đi tập thể hình. Hơn nữa ngươi điều này cũng kiện đến quá nhanh đi. Lúc này mới bao lâu không gặp. Ngồi xuống tầng minh trạch yên nguyên là không thể tin được hiện thực. Thuật nghiệp có chuyên công. Phó tiền tiếp tục nói bậy. Nhưng người mẹ nó không phải đều muốn phá sản rồi. Cho nên mới càng thêm đầu tư chính mình, ta chuẩn bị chuyển biến đường thi, bám váy đàn bà đã chính thức xếp vào nghề nghiệp của ta quy hoạch rồi. Mãi đến tận trước khi rời đi, Tần minh trạch yên nguyên khiếp sợ không thôi, nhìn phó tiền vóc người lắc đầu liên tục. Quả nhiên mỗi người đều có thiên phú của chính mình, ta muốn luyện thành như vậy không biết muốn ăn bao nhiêu vị đắng, tình nguyện cầm ba môn ngoại ngữ để đổi ngươi này trời sinh bám váy đàn bà liệu a à, hai ngày nữa ta giới thiệu mấy cái phú bà cho ngươi cậu phú quý chớ quên đi dễ bàn dễ bàn định không quên huynh đại ân tri ngộ khiếp sợ tần đại thiếu sau khi rời đi phó tiền mới chậm rãi về đến nhà phát hiện cửa xếp đặt tràn đầy hai cái thùng giấy lớn quả nhiên là sợ ta chết đói sao phó tiền nháy mắt mấy cái đem hòm đề vào trong nhà bản ngày công tác bắt đầu cảnh cáo tiết lộ sự cố, tên gọi. Phòng kén, danh hiệu. 2. 292, hôm nay công tác nội dung đã canh tân. Tiến vào 2.292 thu nhận cảnh tượng, hoàn thành lại lần nữa thu nhận, quen thuộc họa phong mùi vị quen thuộc. Nhà kho này mỗi ngày không tiết lộ một hồi liền không dễ chịu đây cơ a. À. Ngày thứ hai tiến vào nhà kho, phó tiền không ngạc nhiên chút nào lại tao ngộ tiết lộ sự kiện lần này trong kho hàng dị dạng càng thêm kỳ quái. Từng con từng con kỳ quái kén tầm bóng mờ du đẳng ở giữa không trung, mỗi một con đều là do trắng đen giao nhau tia nhỏ tạo thành. Kén tầm lúc ẩn lúc hiện, tình cờ còn vặn vẹo một thoáng, từ hồ bên trong có đồ vật muốn sống lại một dạng. Đang ở tiến vào 2292 thu nhận cảnh tượng. Một phần trăm. Ba phần trăm. Mười phần trăm. Năm mươi phần trăm. 98%. 100% lao hoàn thành ở phá kén mà ra là một cái thống khổ quá trình, nhân loại khát vọng đối với sức mạnh vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng mà thăm dò siêu phàm sức mạnh mỗi một bộ đều tràn ngập gian nguy. Chưa trưởng thành ấu thể yếu đuối không thể tả, nguy hiểm khả năng đến từ chính bất kỳ địa phương nào. Thu nhận đạt thành điều kiện. Để văn ly thành công lên cấp lục giai, thu nhận điều kiện đi ra trong nháy mắt, phó tiền liền hút vào ngụm khí lạnh. Văn Ly là ai trước tiên không nói, thứ này lại có thể là cái bảo vệ nhiệm vụ. Mọi người đều biết, hầu như hết thảy trong game, bảo vệ, hộ tống, cứu viện đều là phiền toái nhất một loại kia nhiệm vụ. Cũng là phó tiền đáng ghét nhất. Vương nghĩ tới những kia yêu thích chạy tới chạy lui khắp nơi tìm đường chết nợp cờ, phó tiền liền không nhịn được có bỏ gánh ý nghĩ. Lựa chọn người muốn mang theo kỹ năng, quen thuộc kỹ năng khung xuất hiện lần nữa, phó tiền nhìn một chút tuyển hạng bên trong cũng không có bạo đồ một hạng này xem ra vật này đã hoàn toàn cùng chính mình dung hợp không tính ngoài ngạch kỹ năng rồi phó tiền không chút do dự đem sở dĩ kỹ năng đều mang lên rồi kỹ năng đạn không khí nội tạng bạo kích miêu học phái vũ khí không sau một khắc trước mặt một hoa cảnh tượng biến hóa phó tiền chớp mắt làm tốt chiến đấu chuẩn bị hết cách rồi trước tao ngộ thực sự là để người khác sâu ấn tượng. Mỗi lần vừa ra tới, cục diện đều là hung hiểm cực kỳ. Nhưng mà lần này nhưng là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trời xanh nước xanh, cỏ xanh rừng rậm. Đập vào mi mắt chính là một mảnh không thường thấy mỹ cảnh. Dưới bàn chân là một cái khổng lồ hình tròn quảng trường, toàn bộ là như cẩm thạch tảng đá dựng thành. Ở nhìn về phía trước, một hàng to lớn hùng vĩ biệt thự màu trắng thình lình ở trước mắt, trang sức xa hoa mà không sốc nổi, xem ra liền khí độ bất phàm. Trước biệt thự, túng năm tụng ba ăn mặc thống nhất chế phục người hầu chính đang bận biểu. Họa phong này không lớn đúng vậy. Phó tiền không tên có loại linh cảm không lành. Trước tiên không nói trước mặt hai lần họa phong kém nhau quá nhiều, riêng là tình cảnh này, liền rất khó cùng trong kho hàng trùng kén ảo giác liên hệ tới sự ra khác thường tất có yêu, muốn hành sự cẩn thận. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Lúc này phía sau có người nhỏ giọng quát lớn. Phó tiền quay đầu lại liếc mắt nhìn, thình lình phát hiện một cái to lớn cự vật. Người đến là cái thân cao gần 2 mét tráng háng, ngũ quan thô lỗ, mắt như trâu chuông. Nổ tung bắp thịt, thân thể tráng kiện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị màu đen chế phục chặt chẽ bọc, thỏa thỏa một cái Swagen Plus dùng so với phó tiền eo còn thô cánh tay vỗ vỗ bả vai hắn svê biểu tình nghiêm túc văn gia dùng giá cao mời chúng ta đến chúng ta nhất định phải thể hiện ra tính chuyên nghiệp trước bọn họ trong vòng một tháng nhưng là tao ngộ hai trường ám sát trong đó thậm chí có siêu phạm giả tuyệt đối không thể xem thường phó tiền nhìn một chút thân thể xuyên chính là cùng đối phương một cái hình thức chế phục nguyên lai lần này là thuê bảo tiêu văn gia giới thiệu bên trong văn ly cái kia văn gia. Phó tiền nháy mắt mấy cái. Văn gia làm sao sẽ chọc cho trên siêu phạm giả, nhiệm vụ này cũng quá nguy hiểm chứ. Ta làm sao biết, người thuê cho tiền một phần lớn chính là không cho chúng ta hỏi nhiều. Xoa dên nguyết hắn một cái. Bất quá ta lén lúc nghe qua, văn gia ở bề ngoài chỉ là phổ thông cường hào, nhưng trên thực tế đại tiểu thư văn ly là cái hàng thật đúng giá siêu phạm giả có người nói còn là cực kỳ hiếm thấy tinh thần hệ, Văn gia trước vẫn bảo mật cũng yên lặng bồi dưỡng. Mãi đến tận gần đây truyền ra tin tức, Văn Ly có hy vọng lên cấp lục giai, nếu như thật có thể thành công, đến thời điểm Văn gia cũng sẽ nhảy một cái trở thành chính kinh quyền quý. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều vui với nhìn thấy kết quả này, Văn gia bình thường đắc tội người cũng nhiều, sợ dĩ xuất hiện không ít người ở kiếm chuyện. Lại là có chuyện như vậy, phó tiền đối nhiệm vụ lần này có càng nhiều nhận thức. Xoa gen là làm hàng này, tin tức độ tin cậy hẳn là không thấp. Nói như vậy, chính mình nhiệm vụ lần này, chính là bảo đảm văn gia đại tiểu thư thuận lợi thăng cấp. Lục gia siêu phàm giả, đến cùng là cái gì cấp độ, cùng chính mình so với không biết thế nào. Đương nhiên rồi, hắn càng không nghĩ ra chính là, nói đến cùng chính là một cái siêu phàm giả muốn thăng cấp mà thôi, cùng trong kho hàng thu nhận vật lại có thể có quan hệ gì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 14 Chúng ta mò cá là chính nghĩa Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Không nghĩ ra về không nghĩ ra, nhiệm vụ còn phải làm Vương nghĩ cùng xoa gen hiểu thêm điểm nội dung, biệt thự bên kia cửa đột nhiên mở ra Cầm đầu một quản gia dáng dấp người, mang theo một bầy 5 nam nữ nữ trực tiếp đi tới Khổ cực cố đội trưởng rồi nhìn thấy phó tiền cùng xoa gen quản gia nho nhã lễ độ bái một cái nguyên lai like xoa gen họ cố ngài khách khí rồi đây là chúng ta phận sự nhìn ra mặc dù là thương vụ tính lễ phép cố đội trưởng rõ ràng vẫn là rất có lợi quản gia cười hiếp mắt lại khách khí hai câu lúc này xa xa nhanh chóng lái tới một chiếc xe quản gia thu hồi nụ cười bước nhanh tiến lên nghênh tiếp liền nói sẽ không là chuyên môn đi ra cùng bảo tiêu khách khí nhìn đứng chỉnh tề quản gia đoàn người, nói vậy trên xe người đến thân phận bất phàm. Chạy như bay xe hầu như không có giảm tốc độ xuyên qua quảng trường, một đường mở đến quản gia trước mặt bọn họ mới mảnh dừng lại. Cửa xe vừa mở ra, ào 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 xuống mấy người. Cầm đầu là một cái hai mươi mấy tuổi nam thanh niên, tướng mạo coi như là khá lắm rồi. Tóc chải chỉnh tề, màu trắng âu phục màu trắng dày da, một đầu lòe lòe. Ta dẫn người đến trợ trận rồi, văn ly mùi mùi đây. Đối mặt chào đón quản gia, vị nhân huynh này một mặt vui cười, chỉ vào cùng chính mình đồng thời xuống mấy người. Với hắn đồng thời còn có ba người, hai nam một nữ, trừ bỏ một vị trung niên bên ngoài, nó tuổi tác của hắn đều rất nhẹ. Dịp thiếu ngài tốt, đại tiểu thư ở bên trong nghỉ ngơi. Quản gia cười đáp lại, biểu tình so với vừa nãy cung kính gấp trăm lần. Đều là siêu phàm giả. Phó tiền hiếp mắt, mấy vị này mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước gặp phải chấp dạ nhân rất giống kia xa không phải người bình thường có thể có cảm giác mạnh mẽ xem ra chính mình loại này phổ thông bảo tiêu thuần túy chính là thuê tới làm bia đỡ đạn đây mới thực sự là sức mạnh thủ vệ bất quá này đối với mình tới nói đúng là chuyện tốt nói không chắc không hề làm gì nhiệm vụ liền hoàn thành rồi cảm giác sẽ không đơn giản như vậy đương nhiên kết hợp trước trải qua phó tiền đối này nắm bi quan thái độ Xoa gen, cố lúc này cũng là hút ngụm khí lạnh. Bốn vị siêu phàm giả. Hắn lấy so với lúc trước càng thấp hơn âm thanh nhanh chóng nói rằng. Lại tìm tới như vậy giúp đỡ, xem ra ngoài giới đồn đại không sai, văn gia lần này phiền phức rất lớn, không trách hoa nhiều tiền như vậy thuê người. Đừng quên đến trước ta nói, đầu óc muốn linh hoạt. Chúng ta lấy tiền làm việc không sai, nhưng nếu như đối thủ là siêu phạm giả, thứ nhất việc quan trọng là phát ra cảnh báo, mà không phải đần độn xông lên. Bọn họ cũng sẽ không đem bảo đặt ở trên người chúng ta, tối đa làm bia đỡ đạn mà thôi, trừ bỏ mấy cái này, nói không chắc đều có chấp dạ nhân ở đây. Hừ hừ, biết rồi. Phó tiền gật gù. Vị này cố đội trưởng tuy rằng thực lực bình thường, thế nhưng vừa nhìn chính là người từng trải, nhãn lực vẫn có. Đầu óc cũng coi như rõ ràng, đồng thời rất hiếm có, không muốn để cho thủ hạ chịu chết uổng. Bất quá phó tiền vẫn là rất muốn nhắc nhở hắn một điểm, các siêu phạm giả, thính lực bình thường cũng không tệ. Đúng như dự đoán, chính chuẩn bị theo quản gia đi vào tìm người dịp đại thiếu đột nhiên dừng bước. Chậm rãi quay đầu, mang theo một tia cân nhắc nụ cười nhìn lại. Được rồi, mò cá ý nghĩ bị bắt hiện hành rồi. Phó tiền đồng tình thở dài, này áp lực nén đi đến cố đội trưởng bên này. Cố đội trưởng ngay lập tức cũng nhận ra được dị thường, liên tưởng đến vừa nãy chính mình, hô hấp chính là căng thẳng. Không nghĩ tới chính là, dịp đại thiếu nhìn một vòng sau, ánh mắt nhưng là định ở phó tiền trên người. Đây chính là các ngươi xin bảo tiêu sao? Làm sao là như vậy tiểu bạch kiểm? Hàng này có bị bệnh không? Phó tiền hơi nhướng mày, không nghĩ tới lại sẽ tìm được trên người mình. Quả nhiên tiểu bạch kiểm không chịu nổi chính là người khác so với hắn càng tiểu bạch kiểm sao? Rốt cuộc tiểu tử này tuy rằng loè loẹt, nhưng cùng chính mình so với xác thực không đáng chú ý. Đặc biệt là biến thân bạo đồ sau, vóc người gầy yếu sở đoạn bị bù đắp, hiện tại quả thực là cất bước học môn cấp bậc. Bằng không làm sao dám làm bám váy đàn bà nghề nghiệp quy hoạch. Thời kỳ không bình thường, vì bảo đảm đại tiểu thư an toàn, chúng ta không thể không đem tất cả sức mạnh đều lợi dụng. Vị này chính là cố đội trưởng mang đến tin anh đội viên. Không biết vì sao dịp đại thiếu đột nhiên nhằm vào tên bảo tiêu này, quản gia vẫn là theo thói quen điều đình tin anh đội viên dịp đại thiếu cười lạnh một tiếng có bao nhiêu tin anh có thể làm cho ta mở mang kiến thức một chút sao hàng này không ngừng rồi quả nhiên có chút người là trời sinh tiện gia thể chất sao là một cái thuần túy nhiệm vụ người phó tiền vô ý cùng loại hàng này kéo đông kéo tây không nghĩ tới lại không tha thứ lên có thể không cố đội trưởng quản gia tuy rằng cảm thấy vô ly đầu nhưng rõ ràng không nghĩ quá làm trái việc đại thiếu ý nghĩ, quay đầu nhìn xoa gen, cố. Này, hắn còn đang thi hành nhiệm vụ. Cố đội trưởng trên mặt có chút biến sắc, lo lắng nhìn phó tiền một mắt. Trà trộn giang hồ nhiều năm, hắn tự nhiên nhìn ra được vị này dịp thiếu gia đang tìm cớ, tuy rằng không biết hắn vì sao như thế nhằm vào phó tiền. Tay mình dưới đáy người tuy rằng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, nhưng nói cho cùng vẫn là người bình thường, cùng siêu phạm giả lên xung đột tuyệt đối không sáng suốt biểu diễn thực lực để người thuê yên tâm cũng coi như là công tác chức trách một trong chứ dịp đại thiếu rõ ràng không nghĩ dễ dàng thả qua phó tiền từ nhìn thấy phó tiền từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền không tên chán ghét cái tên này then chốt là từ vừa nãy đến hiện tại cái này nho nhỏ bảo tiêu thậm chí đều không có nhìn thẳng nhìn chính mình một hồi loại này không lý do hung hăng để trong lòng hắn hỏa khí càng là chà sát tăng lên hả, muốn làm sao biểu diễn đây? Nhìn thấy cố đội trưởng nhất thời không có gì để nói, phó tiền trực tiếp mở miệng. Ngươi có cái gì sở trường, đều bày ra được rồi. Phó tiền cuối cùng khen tiếp lời, dịp đại thiếu hài lòng nở nụ cười. Vậy cũng quá nhiều, hơn nữa cũng không tất cả đều thuận tiện ở đây biểu diễn. Này xung đột xem ra là không thể tránh khỏi rồi, phó tiền cũng không chút khách khí. Biến thân bạo đồ sau, vẫn không có cùng siêu phàm giả động thủ một lần vừa vặn qua khảo nghiệm hiện tại sức chiến đấu quá mức một điểm sang trị lại mở ra vấn đề không lớn lời này vừa nói ra liền quản gia đều là trên mặt biến sắc cố đội trưởng càng là trực tiếp kéo hắn một cái ha ha dịp đài thiếu sửng sốt một chút mới phản ứng được phó tiền ý tứ trong lời nói không nhịn được cười to lên này bảo tiêu có chút ý nghĩa không nghĩ tới các ngươi lại có thể thuê đến cao thủ như vậy. Như vậy đi, nếu ngươi không biết biểu diễn cái gì, không bằng theo chúng ta tiểu cô nương sao chiêu một chút. Dịp đại thiếu đưa tay đem đồng hành nữ sinh kia kéo lại đây. Lần này cũng không thể nói bắt nạt ngươi chứ. Tiểu cô nương. Phó tiền nhìn một chút bị đẩy ra vị này. Niên kỹ xác thực không lớn, chính là tạo hình này không dám khen tặng. Đỏ xanh giao nhau tóc, trọng đến có thể so với gấu trúc phấn mắt, thịt ẩn thịt hiện ăn mặc, thỏa thỏa một vị thăng hề nữ. Quả nhiên thời đại này không toàn bộ kỳ trang dị phục, liền xấu hổ tự xưng kỳ nhân dị sĩ. Gặp phó tiền trên dưới đánh giá chính mình, người sau quyến rũ nở nụ cười, liếc mắt đưa tình lại đây. soái ca, hạ thủ lưu tình nha. Yên tâm, ta sở trường. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thiếu nữ bất lương cười đến run rẩy cả người, khuếch đại dùng tay vỗ bộ ngực. Sau một khắc tay một khúc duỗi một cái, giữa ngón tay nhiều hai viên sáng lấp lánh lưỡi dao. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Tiêu cực lãng công Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Con mụ này rất tàn nhẫn a. À. Phó tiền mặt không hề cảm xúc nhìn biến thân Wolverine nữ nhân. Đối phó một cái phổ thông bảo tiêu, lại liền thứ này đều lấy ra bên người cố đội trưởng đã đột nhiên biến sắc một mặt căng thẳng nhìn phó tiền lặng lẽ so với cái thủ thế để hắn chờ một lúc lấy tốc độ nhanh nhất chịu thua phó tiền vung vung tay ra hiệu hắn không cần sốt sắng loại này lưỡi dao nhìn dọa người thế nhưng độ dài không đủ trừ phi bắn trúng chỗ yếu bằng không không thể tạo thành bao lớn thương tổn nhiều nhất da tróc thịt bông mà thôi nói như vậy yêu thích chơi loại này hoa bên trong xinh đẹp đồ vật thường thường thực lực đều không sao thế. Lúc này quản gia đã rất tri kỷ sắp xếp người đem chu vi chỉnh đốn sạch sẽ, dọn dẹp ra một mảnh sân bãi. Loại này náo kịch hắn cũng không chắc thích xem đến, nhưng phát triển đến mức này càng sẽ không đi ngăn cản. Tiểu ca ca đừng chớp mắt nha, ta muốn bắt đầu rồi. Tiểu sói nữ cười tươi như hoa, yếu điệu gọi một tiếng. Dũi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay lưỡi dao, sau một khắc biến thân một cái bóng, chớp mắt áp sát tới phó tiền trước mặt, không chút do dự, một lòng bàn tay hướng phó tiền trên mặt quất tới. Không được a, à. đối mặt này ác độc một đòn, phó tiền nhưng là nhíu nhíu mày. Là ta quá mạnh vẫn là nàng quá yếu rồi. Hoàn toàn không có đối mặt sứ trắng nữ khủng bố ánh đao loại cảm giác đó. Có lẽ ở trong mắt người khác, nữ nhân này động tác nhanh như chớp giật, thế không thể đỡ nhưng theo phó tiền quả thực chậm rì rì như cụ ông thái cực quyền nửa người dưới động đều không động phó tiền mặt uống một cái liền tránh thoát đòn đánh này không chỉ có như vậy hắn thậm chí còn tốc độ nhanh nhất đem đầu xoay chuyển trở về thay cái ánh mắt không tốt phỏng chừng sẽ cho rằng tiểu sói nữ đánh vạt ra rồi thật sự có tài mà một đòn không trúng nữ nhân lắc mình kéo dài khoảng cách nghi ngờ không thôi nhìn phó tiền Đáng tiếc phó tiền căn bản không để ý đến nàng, mà là nhìn dịp đại thiếu bên kia một mắt. Cái kia đồng thời xuống xe người trung niên, theo phó tiền, thực lực rõ ràng so với những người khác mạnh hơn một nấc. Nếu như hắn động thủ lời nói, hẳn là so với tiểu sói nữ có ý nghĩa một ít. Giờ khắc này người sau biểu tình nghiêm túc, chính hiếp mắt nhìn mình chầm chầm. Lại đến. Tiểu sói nữ cắn răng. Không biết có phải là bị khinh thị mang đến phẫn nộ lần này tốc độ của nàng so với vừa nãy càng hơn một bậc, giữa ngón lưỡi dao mang ra ác liệt liệt phong tiếng. Nhưng mà sau một khắc, tiểu sói nữ cổ tay đau xót, ngơ ngác phát hiện cánh tay lại bị mục tiêu một tay nắm lấy. Mắt thấy mục tiêu gần trong gan tất, lại cũng lại bắt không xuống. Nguyên lai ta đã mạnh như vậy rồi. Phó tiền cầm lấy đối phương tinh tế cổ tay, nội tâm cảm thán. Ngươi là mấy cấp siêu phạm giả? 8. Dài. Người rốt cuộc là ai? Không hiểu đối phương vì sao lại hỏi vấn đề này, bất quá tiểu sói nữ lại ngốc, cũng biết lần này nhìn nhầm rồi. Cái tên này làm sao có khả năng là phổ thông bảo tiêu? Bác giới. Nhị sư huynh có thể so với ngươi này cường nhiều. Phó tiền hừ một tiếng. Nữ nhân này lại bác dai. Cảm giác mình đánh 10 cái cũng không có vấn đề gì à. Bạo đồ hình thái xem ra so với trong tưởng tượng còn cường lực nhìn một chút trên đất lưỡi dao lại nhìn một chút bị chính mình nắm đến biến hình tay tiểu sói nữ đã là vẻ mặt nhăn nhó phó tiền cũng sẽ không có cái gì thương hại tâm tình nữ nhân này vừa nảy ra tay nhưng là không khách khí đối phó một người bình thường lấy ra móng vuốt không nói chiêu nào chiêu nấy hướng về trên mặt chính mình bắt chuyện này rõ ràng là tích cực phỏng đoán diệt đại thiếu tâm lý muốn cho mình đến cái hủy dung một cái chó ngoan phó tiền hít một hơi trên tay dùng sức. Tiểu sói nữ một tiếng hét thảm, trên tay lưỡi dao song song rơi xuống đất. Chưa kịp nàng gọi xong, một đạo sức mạnh cuồng bạo bắn trúng eo của nàng chết. Tiểu sói nữ cả người dường như một viên pháo bắn ra ngoài, một đầu trồng đến vừa nảy xuống trên xe, dãy dụ ba lần đều không bò lên. Vẫn được chứ. Một cước đá bay đối thủ phó tiền quay đầu lại. Dịp đại thiếu vào lúc này sắc mặt có thể nói rất đặc sắc nhìn chồng chọc vào phó tiền đạp người chân. Rất rõ ràng, đổi hắn đến cũng đá không được như thế phóng khoáng. Không chỉ là hắn, bên này cố đội trưởng càng là miệng mở lớn, con người kém chút không rơi trên đất. Cẩn thận. Dịp đại thiếu bên người người trung niên một mặt đề phòng đi lên trước, đem hắn ngăn ở phía sau. Sát khí bốc lên. Vị này còn có chút ý nghĩa, mắt thấy người trung niên muốn động thủ, phó tiền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vừa nãy người phụ nữ kia thực sự không đủ đánh. Tục ngữ nói thế nào? Nếu truy cầu kích thích, vậy thì quán triệt đến cùng. Ngược lại đã bắt đầu động thủ, liền mấy vị này tác phong, muốn bắt tay giảng hòa căn bản không thể, còn không bằng giành giật từng dây toàn đẩy ngã. Văn Ly đã chết, thu nhận thất bại, đánh giá. Tiêu cực lãng công, trừng phạt. Sang trị giảm năm, trước mặt sang trị 37, mắt thấy đại chiến động một cái liền bùng nổ bên tai đột nhiên truyền đến một đạo nhắc nhở người mẹ nó đang đùa ta ta liền biết nhiệm vụ này không đơn giản như vậy có thể vậy thì treo truyền tống về nhà kho phó tiền đối kết quả này tỏ ra là đã hiểu không thể một chút động tĩnh đều không có tốt xấu cũng là cái cấp bậc không thấp siêu phạm giả vẫn là ở nằm ở bảo vệ chặt chẽ nhà mình hào trạch liền như thế âm thầm chết rồi xem ra chính mình linh cảm không có sai nhiệm vụ lần này so với trong tưởng tượng gian nan. Thèn chốt còn cho là mình tiêu cực lãng công, miễn cưỡng giảm chính mình 5 điểm sang trị. Đây chính là tương đương với 5 cái mệnh A, à, quả thực làm người giận sôi. Phó tiền trong lúc nhất thời thương tâm dị thường, thăng cấp vui sướng đều bị hòa tan rồi. Quyết định đem trướng đều tính ở dịp đại thiếu với hắn hồ bằng cẩu hữu trên. Sự kiện chiếu lại cũng không có vội vã lại lần nữa thêm vào, phó tiền quả đoán lựa chọn chiếu lại vừa nãy quá trình. 5 phần 12 giây, văn ly tử vong, nhiệm vụ thất bại. Tiêu hao một điểm sang trị, lại lần nữa thử nghiệm thu nhận, xác nhận văn ly tử vong thời gian điểm sau, phó tiền đụng vào cửa xương. Văn gia hào trạch xuất hiện lần nữa. Lần này không chờ cố đội trưởng đến trăng dậy, phó tiền chủ động tìm tới hắn, hỏi ra chính mình một nghi vấn. Ta nghe nói văn đại tiểu thư là cái thiên tài siêu phạm giả, Hiện tại chí ít cũng là thất giai, thật cần chúng ta bảo vệ. Tiểu tử ngươi tin tức rất linh thông a. À? Cố đội trưởng ngạc nhiên nhìn Phó Tiền một mắt. Ta cũng là lời truyền miệng, có người nói năng lực của nàng là tinh thần hệ, ở thăng đến trung cấp trước, tổ chất thân thể rất yếu đuối, so với người bình thường không khá hơn bao nhiêu. Cái này cũng là vì sao gần đây xuất hiện nhiều như vậy sát thủ, là chính là muốn đem nàng bóp chết từ trong trứng nước, rốt cuộc thật thăng cấp sau liền khó chơi nhiều này ngược lại là một cái giải thích, cố đội trưởng bác quái năng lực cũng khá. Phó tiền ngẩng đầu nhìn, quản gia bên kia đã từ biệt thự đi ra, rất nhanh dịp đại thiếu bọn họ xe sẽ, sẽ đến. Bước kế tiếp, cần phải hiểu rõ văn đại tiểu thư là làm sao treo. Dựa theo vừa nãy phát triển, văn đại tiểu thư sẽ ở 5 phân 12 giây tử vong. Chính mình hiện tại nhiều nhất chỉ có 5 phút. Vấn đề đến rồi, làm sao xác nhận? Trải qua trước chi thể giao lưu, Phó Tiền đã đối sức chiến đấu của mình có đầy đủ nhận thức. Quảng trường một tuần, đứng thẳng mười mấy cây cao to màu trắng cây cột, toàn bộ là hoàn chỉnh tảng đá trực tiếp điêu đi ra. Mắt thấy dịp đại thiếu xe đã lái tới, thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, Phó Tiền lặng lẽ đến gần rồi trong đó một cái, ở cột dọc dưới duyên mạnh mẽ đá một cước. Nửa phút sau, nương theo một trận tiếng vang trầm nặng. Cây này cột dọc một tiếng vang ầm ầm nện xuống đất, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, còi báo động chói tai chớp mắt vang lên. Diệp đại thiếu xe thậm chí còn không có ngừng ổn, bên trong liền nhanh như tia chớp xông tới bốn người. Quản gia phía sau nên tiếp đoàn đội chớp mắt loạn tung lên. Thư dịp hỗn loạn tưng bừng, phó tiền theo dòng người trà trộn vào trong biệt thự. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Khó lòng phòng bị Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio còn có 3 phút. Cùng bên ngoài so với, biệt thự nội bộ lắp đặt thiết bị càng thêm tráng lệ. Bên trong đồng dạng có một nhóm lớn thống nhất mặt Âu Phục Nam Bảo Tiêu, vào lúc này đã thu đến tín hiệu, chính đang nhanh chóng ra bên ngoài tuôn. Phó tiền xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ để đám người này nghi ngờ không thôi. Không nói hai lời, phó tiền nhanh chóng ở trong đám người qua lại, một đường mang theo vô số còi báo động. Đối với những người khác kêu gọi mắt điếc tai ngơ, trung gian có người nỗ lực ngăn lại hắn bị hắn nhẹ lóe qua bên trong biệt thự chớp mắt loạn tung lên coi báo động chói tai càng ngày càng kịch liệt phó tiền rõ ràng phát hiện rất nhiều bảo tiêu ở hướng về một gian phòng nào đó cửa tập kết còn có một phút hẳn là chính là chỗ này rồi các vệ sĩ căng thẳng như vậy bên này văn đại tiểu thư ở đây xác suất rất lớn phó tiền bước lớn về phía trước tiền tay cầm lấy một tấm tảng đá bàn ném ra ngoài trong tiếng thét gào, bàn hóa thân đĩa ném, khủng bố thanh thế để các vệ sĩ dồn dập lùi về sau, phía trước bị mạnh mẽ đập ra một con đường. Phó tiền theo sát phía sau, không chút do dự một cước đá tung cửa ra. Trong phòng là hai người phụ nữ. Trong đó một cái chừng hai mươi, khuôn mặt đẹp đẽ, mi mục như họa, rất có đại gia khuê tú phong độ. Vào lúc này đang ngồi ở trước bàn mặt, khuỷu tay một chén canh, phỏng chừng vốn là là muốn uống xác suất lớn chính là văn ly rồi. Trả tiền không chút do dự đến rồi một phát đạn không khí. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể xác định nàng là chết như thế nào, nhưng có thể xác định một điểm, nàng hiện tại làm động tác tiếp tục nữa sẽ làm nàng chết. Sở dĩ dừng lại cho ta. Nhiều ngày luyện tập xuống, phó tiền chính xác đã vượt xa quá khứ. Đạn không khí trực tiếp đem nữ nhân trong tay bác nổ thành mảnh vỡ, tiếng thét chói tai bên trong, nóng hổi canh chớp mắt đem đối phương xối thành ướt sũng. Lúc này sau lưng bước chân tiếng vang lên, phần phật xông tới một đám người, đem phó tiền bao quanh vây nhốt. Ngươi là người nào? Ai phái ngươi đến? Xông lên phía trước nhất là một cái tướng mạo cùng ăn canh nữ có mấy phần giống nhau người trung niên. Giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, nhìn phó tiền ánh mắt giống muốn ăn thịt người. Năm phút không một, năm phút không hai, năm phút không ba. Phó tiền không để ý tí nào hắn, chỉ là đang yên lặng tính toán. Mãi cho đến 5 phút 12, nhiệm vụ thất bại nhắc nhở chưa từng xuất hiện. Ăn canh nữ cũng thật tốt đứng ở nơi đó, bị một đám bảo tiêu ngăn ở phía sau. Rất tốt. Phó tiền đối kết quả này rất hài lòng, quay đầu lại liếc mắt nhìn người trung niên. Ngươi là ai? Ngươi không biết ta là ai? Người trung niên giận dữ cười, gắt gao nhìn chồng chọc phó tiền ta là Văn Tu Hiền, ta lại hỏi một lần cuối cùng, ngươi là người nào? Ai phái ngươi đến? Văn Tu Hiền. Không nhận thức. Bất quá nếu đối phương đã tự giới thiệu. Phó tiền gật gù, chỉ chỉ sau đoàn người mặc cố đội trưởng. Phó tiền, cố đội trưởng đoàn đội tinh anh đội viên, hắn để cho ta tới. Ta đệt. Vốn là chính đang hoài nghi nhân sinh xoa gen, cố, nghe được phó tiền lợi nói kém chút không ngồi trên đất sau đó phó tiền chuyển đề tài vừa chỉ chỉ ăn canh nữ ta cứu con gái ngươi một mạng hả vốn là văn tu hiền giận tín mặt chính chuẩn bị hạ lệnh đem hai người bắt nghe được phó tiền lời nói có chút sửng sốt ngươi có ý gì rất khó lý giải không hiểu lời nói có thể hỏi một chút ngươi nữ nhi bảo bối phía sau vị kia phó tiền chỉ vào văn ly phía sau vị kia đồ hầu gái hóa trang cô gái trẻ tuổi Hắn hiện tại có 80% nắm chặt nữ nhân này có vấn đề. Ta. Tuổi trẻ người hầu gái gặp ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, trong lúc nhất thời có chút thất thố. Ta không hiểu xảy ra chuyện gì, ta không hề làm gì cả a. À. Mắt thấy đối phương liều mạng phủ nhận, phó tiền chỉ là nhìn không nói gì. Văn tu hiền tự hồ cũng ý thức được sự có kỳ lạ, nhìn mắt trên đất nát bác đâm chiêu. Tiếp liếc mắt ra hiệu, cấp tốc có hai người đi tới khống chế lại người hầu gái có người khác đem nát trong bát tàn canh thu thập lên rất nhanh kết quả là đi ra rồi thật sự có độc văn tu hiền nhìn tuổi trẻ người hầu gái trong mắt sát ý lẫm liệt phương đình ta văn gia không xử bạc với ngươi ngươi vì sao làm như thế ta ta thật không biết gọi phương đình người hầu gái ánh mắt sững sờ liều mạng quay đầu phủ nhận canh là ngươi luộc cho văn ly, ngươi nói ngươi không biết. Nói cho ta ai phái ngươi đến. Ta thật không có. Nhìn trước mắt náo kịch, phó tiền lưu ý một hồi người trong cuộc văn ly. Vị này vừa mới trở về từ cõi chết thiên tài sắc mặt có chút trắng xám, thần thái cũng vẫn lạnh nhạt, không biết có phải là đã đối chuyện như vậy mất cảm giác rồi. Bên kia phương đình lăng qua lộn lại đều là vài câu ta không biết, văn tu hiền nhìn dáng dấp kiên trì đã đến cực hạn, lại hỏi hai lần sau, trực tiếp để người thủ hạ đem Phương Đình kéo xuống, phỏng chừng là chuẩn bị nghiêm hình tra tấn. Ngay vào lúc này, Phương Đình kêu oan âm thanh đột nhiên ngừng lại, người cũng đứng tại chỗ bất động. Trầm mặt mấy giây sau, trong miệng của nàng phát ra trích lên một tiếng, âm thanh không nói ra được điên cuồng. Sau một khắc, dường như thần lực gia thân, nàng lại mạnh mẽ tránh thoát hai cái bảo tiêu, ôm chặt lấy còn đang sững sờ văn ly, mở ra trắng toát trăng cắn dường như giấy dai túi xé rách âm thanh truyền đến, phát điên Phương Đình còn không cắn được người, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đối mặt Phương Đình đột nhiên tập kích, phó tiền cũng không có xuất thủ cứu người, mà là lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Dưới cái nhìn của hắn, trình độ như thế này tập kích tuy rằng ngoại ý muốn, nhưng sẽ không tạo thành cái gì thực chất uy hiếp. Vừa vặn nhìn một chút có hay không có thể lợi dụng sức mạnh. Nếu như văn gia liền cái này đều xử lý không được, vậy còn là không nên nghĩ làm cái gì quyền quý rồi. Nhìn thân thể sau khi rơi xuống đất vặn vẹo trình độ, hẳn là thỏa thỏa không sống nổi rồi. Phó tiền ngẩng đầu nhìn, xuất thủ cứu văn ly, rõ ràng là dịp đại thiếu bên người người trung niên kia. Xem ra đám người này đã ở bên ngoài tìm tòi một vòng trở về rồi. Hẳn là bị thôi miên rồi, đối phương xem ra có phương diện này cao thủ. Người trung niên ngồi sổng xuống kiểm tra một hồi phương định thi thể, hướng về phía văn tu hiện gật gù đa tạ quý tiên sinh. Văn Tu Hiền vẫn chưa hết sợ hãi, vẫn là hướng về phía trung niên nhân nói tạ. Văn Thúc ngươi khách khí rồi, bất quá dễ như ăn cháo. Diệp Đại Thiếu rốt cuộc tìm được cơ hội soạt cảm giác tồn tại, cười ha ha đứng dậy. Có chúng ta ở đây, Văn Ly sẽ không có bất cứ vấn đề gì, lời còn chưa dứt, gian phòng một bên vách tường đột nhiên nát tan. Một cái to lớn màu trắng trụ đá, mang theo cùng bão tiếng gió xé rách trời cao, chớp mắt nhấn chìm rồi văn ly bóng người văn ly tử vong thu nhận thất bại trong một mảnh hỗn loạn phó tiền xuyên thấu qua trên vách tường chỗ hỏng nhìn thấy một cái tạo hình quỷ dị bóng người to lớn quái vật này thân cao ít nhất có ba mét khắp toàn thân từ trên xuống dưới như là bao trùm một tầng nham thạch đầu liền dứt khoát là cái quả cầu thêm mấy cái động vào lúc này hắn đang đứng ở một cái đứt trời trụ đá trước nhìn kỹ vẫn là chính mình trước đá gãy cái kia đứt trời trụ đá bị hắn giống cây lao một dạng ném đi ra, ngang qua khoảng cách mấy chục mét, tinh chuẩn hoàn thành rồi thuấn sát. Vừa nãy vị kia người hầu gái đột nhiên phát điên cùng công kích, cũng không có hy vọng thành công, căn bản chính là cho cái tên này định vị. Lúc này văn tu hiền kinh thiên động địa gào thét bên trong, các vệ sĩ cuối cùng phản ứng lại bắt đầu công kích, nhưng mà toàn bộ bị quái vật bên ngoài thân dày đặc nham bản ngăn trở. Mạnh mẽ phá tan cách trở sau, quái vật một đầu đâm đến biệt thự một bên trong hồ nước, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Ăn ta một súng Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Chuyên nghiệp Trở lại nhà kho phó tiền, còn đang dư vị vừa nãy ám sát hành động. Chế lập kế hoạch rõ ràng là nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể nói một vòng móc một vòng. Đầu tiên là thôi miên mục tiêu bên người hầu gái, thử nghiệm dùng hạ độc phương thức, thần không biết quỷ không hay tiêu diệt mục tiêu. Một khi không thành công, bên ngoài còn có mai phục siêu phạm giả làm hậu thủ, lợi dụng hầu gái khóa chặt vị trí, một đòn thuấn sát. Văn đại tiểu thư có thể sống cũng thật không dễ dàng. Sang trị giảm một, tiến vào thu nhận cảnh tượng phó tiền vừa cảm thán, vừa lại lần nữa đụng vào cửa sương. Lần này hắn dở lại trò cũ, đã gãy một cái trụ đá, theo dòng người trà trộn vào biệt thự. Lại lần nữa đạp cửa vào nhà, Văn Ly quả nhiên còn đang ăn canh. Câm miệng. Phó tiền một tiếng nộ a, à, lại lần nữa một phát đạn không khí nổ tan Văn Ly trong tay bác, đem Văn Đại Tiểu Thư từ đầu xối đến đuôi. Đến mức gọi Phương Đình hầu gái, Phó tiền yên nguyên không có lựa chọn trực tiếp đem nàng tiêu diệt, mà là tùy ý nàng lần thứ hai bị Văn Tu Hiền thủ hạ khống chế vạn nhất nữ nhân này trực tiếp bỏ xuống người bên ngoài lặng lẽ trượt làm sao bây giờ hắn nhưng là còn đang chờ bên ngoài công kích vì để cho thạch cự nhân ở tương đồng thời gian tương đồng phương vị phát động công kích hắn đã liên tục cây cột đều chọn đồng nhất căng hiện tại hết thảy đều dựa theo kịch bản tiến hành phó tiền yên lặng tính toán thời gian vì sao ai phái ngươi đến không biết ta thật không có Văn Tu Hiền cùng hầu gái lại lần nữa đến tử vong đối thoại giai đoạn, theo một tiếng gào thét, ở hầu gái đánh về phía Văn Ly thời điểm, phó tiền phát động rồi. Hắn cướp ở họ quý người trung niên trước sông lên trên, một cước đem Văn Ly đá bay đến góc tường. Ngươi dám? Văn Phụ muốn trách cả mí mắt, điên cuồng hét lên một tiếng vọt tới ngã xuống đất Văn Ly bên người. Họ quý người trung niên lúc này chạy tới, vô thanh vô tức đối với hướng về phía phó tiền vung đánh một quyền này còn giống điểm dáng vẻ, so cái gì phi chủ lưu tiểu sói nữ cường nhiều. Tuy rằng nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng người trung niên đòn đánh này sức mạnh xa không phải trên tay kẹp lưỡi dao vị kia có thể so sánh. Phó tiền không tránh không né, không chút do dự cùng đối phương đúng rồi một quyền. Sức mạnh cùng mảnh truyền đến, phó tiền thân thể chấn động, cánh tay đều có chút mơ hồ làm đau. Thú vị, này vẫn là cái thứ nhất có thể làm cho mình rơi máu nhân vật đương nhiên họ quý người trung niên lại càng là không thể tả đối oanh bên dưới sức mạnh to lớn để hắn liền lùi lại ba bước trên mặt bay lên một vệt ứng hồng nhìn dáng dấp đã là bị thương trên mặt khó nén khiếp sợ thần sắc người trung niên vừa muốn nói gì sau một khắc to lớn tiếng nổ vang rền truyền đến màu trắng trụ đá xuyên thấu vách tường nện ở văn ly ban đầu chỗ đứng đá vụn tung tóe bụi bặm tung bay ông văn ly rít gào văn tu hiền một hồi tắt lửa sững sờ nhìn cắm đến trên sàn nhà trụ đá. Vừa nãy nếu là chậm hơn nhất tuyến, văn ly đã hài cốt không còn. Đây là... Phó tiền không có lý vị này mơ màng cha già, mà là ông chặt lấy trụ đá. Chất lượng thật không tệ, như thế tạo lại liền điều vết trạng nước đều không có. Vừa khích lệ vừa hít sâu một hơi. Sau một khắc, phó tiền toàn thân dùng sức, đem trụ đá từ trên tường miễn cưỡng rút ra ở xung quanh một mảnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, phó tiền xếp đặt một cái phóng khoáng động tác, đem trụ đá đường cũ quan trở lại. Trụ đá lại lần nữa hóa thân cây lao, chớp mắt xuyên qua dài mấy chục mét không. Bên ngoài biệt thự, vị kia thạch cự nhân chính đang biểu diễn không đau không ngứa thuật, cùng bảo tiếng gió truyền đến, ngơ ngác phát hiện mình ném ra ngoài trụ đá lại bay trở về. Nham thạch bao trùm thân thể sức phòng ngự cường hãn, khuyết điểm là độ linh hoạt không đủ mặc dù hắn đã đem hết toàn lực tránh né, một cái chân phải vẫn bị chặt chẽ vững vàng bắn trúng, miễn cưỡng đập thành hai đoạn. Đá vụn tung tóe bên trong, cuối cùng có tượng trưng huyết dịch màu đỏ bắn đi ra. Thạch cự nhân ầm ầm ngã xuống, chặt chẽ vững vàng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, theo ném ra ngoài trụ đá, phó tiền cũng từ trên tường hang lớn nhảy đến bên ngoài. Tự hồ là nhận ra được nguy hiểm. Tuy rằng một chân đã vỡ, nhưng thạch cự nhân cũng chưa hề hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nặng nề trong tiếng hô nắm lên một chiếc xe, mạnh mẽ ngã tại khác trên một cái trụ đá. Trụ đá trong khoảnh khắc cắt thành vài đoạn, hào xe cũng là triệt để báo hỏng. Khá quen a. À. Nhìn kỹ một chút, cái kia thật giống là dịp đại thiếu xe. Xe này cũng coi như là mệnh đồ thăng trầm rồi, lần trước thật giống là bị tiểu sói nữ va phế. Đùng đùng. Đầy đất khối đá như là sống lại, cấp tốc tụ tập đến thạch cự nhân phần chân. Một cái hình thù kỳ quái mới chân cấp tốc thành hình, người đá miễn cưỡng khôi phục năng lực hoạt động, dãy dụ bò lên hướng về bên hồ chạy. Muốn chạy. Đuổi theo ra đến phó tiền lại lần nữa một cước đá gãy bên người trụ đá, nhắm chuẩn văn ra ngoài. Âm âm bác sĩ. Sau đó tình cảnh có thể nói khốc liệt. Thạch cự nhân phía sau lưng bị bay tới cây lao chặt chẽ vững vàng bắn trúng, mạnh mẽ xung kích bên dưới, cả người bị trực tiếp đập nằm sát xuống đất, triệt để mất đi năng lực hoạt động. Một trận nham thạch tiếng vỡ nát truyền đến, thạch cự nhân trên người bám vào phiến đá khối khối bóc ra từng mảng, lộ ra một vị chỉ xuyên quần lóc lõa nam. Lõa nam nằm trên mặt đất, mắt thấy đã mất đi ý thức. Cách hắn gần nhất các vệ sĩ lập tức vây lại. Phó tiền không có đi tới tham gia trò vui, thậm chí đem trong tay khác một cái trụ đá để xuống. Trực giác nói cho hắn, sẽ không như thế đơn giản sau một khắc bình mà vang lên một tiếng bạo kêu vây quanh lõa nam một bầy bảo tiêu dồn dập ôm đầu ngã xuống đất duy nhất đứng một người nâng dậy hôn mê lõa nam một đầu đâm đến trong nước quả nhiên còn có giúp đỡ thậm chí đã sớm xen lẫn trong bảo tiêu bên trong người rốt cuộc là ai chuyện gì thế này văn tu hiền đoàn người lúc này cuối cùng đuổi tới đến cùng cũng là một nhân vật Lúc này đã không có lúc đầu khiếp sợ, nhìn Phó Tiền trầm giọng nói. Phó Tiền liếc nhìn phía sau hắn, họ Quý người Trung niên chính đem Văn Ly Diệp Đại thiếu bọn họ ngăn ở phía sau. Vẫn tính có chút đầu óc, biết hiện tại đem người đồng thời mang theo tránh khỏi Điệu Hổ Ly Sơn. Trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, Văn Đại tiểu thư nhìn qua không có gì đáng ngại. Vừa nãy một cước kia nhìn như hung tàn, kỳ thực cân nhắc đến Văn Đại tiểu thư tố chất thân thể phó tiền đã sớm cẩn thận khống chế sức mạnh một cước đá chết loại kia ô long tuyệt đối sẽ không có nhiều nhất đoạn chân đối con gái ngươi ân nhân cứu mạng ngươi liền loại thái độ này sao đối mặt văn tu hiền vấn đề phó tiền hừ một tiếng đứng chắp tay đây là không thể cãi lại sự thực văn tu hiền biểu tình biến mấy lần cuối cùng vẫn là thở ra một hơi đàng hoàng trịnh trọng nói cám ơn không cần khách khí ta cũng bất quá là bị người nhờ có người không hy vọng nàng chết. Phó tiền ngửa mặt lên trời cười dài, một bộ cao nhân tư thái. bị người nhờ. Văn Tu Hiền lông mày hơi động, ánh mắt nghi ngờ không thôi. có thể hỏi một hồi là ai sao? đây. Phó tiền chỉ chỉ cố đội trưởng. chính là hắn rồi. ta là cố đội trưởng đoàn đội tin anh đội viên. Văn thúc, này người không rõ lai lịch, không thể tùy tiện tin tưởng hắn không nói văn tu hiền trố mắt ngoác mồm, dịp đại thiếu lúc này cũng không nhìn được rồi, đụng lên đến nộ soạt cảm giác tồn tại. Vừa nãy người tập kích rõ ràng đến cùng, hắn lại đem hắn để cho chạy, nói không chắc bọn họ là thông đồng được rồi đang diễn kịch. Trời cao có đức hiếu sinh, giao nào đó không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt mà thôi. Phó tiền cười nhạt nói bậy. Trên thực tế, vừa nãy hắn xác thực không có như vậy muốn đuổi theo, có sát thủ tồn tại chính mình loại này cao nhân mới có giá trị, thật đem người đánh chết rồi, văn tu hiền loại này kẻ già đời sợ không phải chấp mắt ý nghĩ nhiều. Về phần tại sao không muốn giết người lại ra tay như vậy tàn nhẫn. Hàng kia nhưng là hại chính mình lãng phí một điểm sang trị, có thể nói vạn tử khó từ tội lỗi. Ta tin tưởng hắn. Lúc này một đạo uể oải âm thanh truyền đến, thiên tài thiếu nữ văn ly lần thứ nhất mở miệng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Ta nghĩ như vậy làm rất lâu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Ta tin tưởng hắn. Văn Ly lời này vừa nói ra, có thể nói toàn trường đều kinh. Tiểu Ly Văn Tu Hiền một mặt lo lắng, nhìn đi lên trước Văn Ly. Yên tâm đi, nếu như vị này phó tiên sinh muốn giết ta, ta vừa nãy liền chết rồi không chỉ một lần rồi văn ly suy yếu nở nụ cười đang hoàn trịnh trọng hướng phó tiền thi lễ một cái cảm tạ vừa nãy ân cứu mạng nếu như gia phụ có cái gì ngôn ngữ màu phạm địa phương xin hãy tha lỗi nếu như có thể lời nói phía sau liền tiếp tục xin nhờ ngài này còn giống điểm lời vị này văn đại tiểu thư đúng là có mấy phần khí độ không có nhiễm phải nhà người có tiền cây nghiệt tật phó tiền gật gù cảm giác sâu sắc vui mừng dễ bàn hiện tại tình thế vẫn sốt sắng như cũ, kế tiếp tất cả mọi người nghe ta sắp xếp. Ngươi đáng là gì, nghe ngươi chỉ, đùng. Một tiếng vang dọn, dịp đại thiếu nửa đoạn sau lời im bặt đi, lão đảo một cái kém chút ném xuống đất. Như không có chuyện gì xảy ra trút dịp đại thiếu một bạc tay sau, phó tiền gắn đón đỡ họ quý người trung niên một quyền một cước, nhẹ nhàng lui trở về. Đối đầu bên dưới, người trung niên lần này khóe miệng trực tiếp chảy ra máu, nhưng vẫn là đoạt lấy đi một cái đỡ lấy Diệp Đại thiếu. Vừa nãy hắn đã nhận ra được Phó Tiền động tác, nhưng mà đối phương tốc độ quá nhanh, y nguyên để hắn bảo vệ không kịp. Cái tên này đến cùng là nơi nào đến quái vật. Người trung niên gắt gao nhìn chồng chọc Phó Tiền, đầy mặt đề phòng. "Lão Quý, vết hắn cho ta." Diệp Đại thiếu dẫy dụ đứng vững, hắn mặt trái trên nóng bỏng một mảnh, hầu như đã mất đi tri giác từ nhỏ đến lớn vẫn không có từng nhận ủy khuất như thế để hắn trong lúc nhất thời rơi vào cùng bạo bên trong người trung niên nhưng là không có động thậm chí ngăn cản muốn xông lên thiếu gia trước tiên không nói vào lúc này là ở văn gia cái tên này xem như là văn ly ân nhân cứu mạng cái tên này thực lực thực sự quá khủng bố thật không biết từ nơi nào nhô ra nói riêng về thực lực quyết tử chi đấu người trung niên cũng hoàn toàn không có bắt đối phương nắm chặt nghĩ tới tên này lòng dạ độc ác đến thời điểm nguy hiểm nhất trái lại là vị này cáu kỉnh diệp đại thiếu đối phương liều mạng bị thương giết người xác suất lớn chính mình không bảo vệ được hắn khắc khắc mắt thấy cục diện nhanh vô pháp chỉnh đốn văn tu hiền tặng hắn một cái đứng dậy đầu tiên là cực kỳ an ủi diệp đại thiếu một phen sau đó sắp xếp người dẫn hắn dưới đi nghỉ ngơi diệp đại thiếu lúc này đã thoáng tỉnh táo lại lộ ra trong truyền thuyết ánh mắt oán độc nói cho phó tiền ta sẽ không giảng hòa sau, cuối cùng ở vây quanh bên dưới đi nghỉ ngơi rồi. Quản gia đã ở tổ chức người chỉnh đốn tàn cục, lúc này toàn bộ văn gia trang vườn có thể nói vô cùng thê thảm, phong quan không còn. Trên phòng một cái lỗ thủng to không nói, trên quảng trường hùng vĩ cột dọc trải qua phó tiền cùng thạch cự nhân hai tầng tàn phá, đã là đứt đoạn mất tận mấy cái. Phóng tầm mắt nhìn, tốt một mảnh thê thê thảm thảm thích thích, làm tạo thành trước mặt cục diện kẻ cầm đầu một trong, phó tiền đại phát cảm khái. Tưởng tượng mấy ngày trước chính mình còn là một trạch nam, tuy rằng không đến nỗi yếu đuối mong manh nhưng tố chất thân thể có thể nói thường thường. Không nghĩ tới trong nháy mắt đã là nhân gian hung khí. Thậm chí này liên tiếp chiến đấu qua đi, phó tiền yên nguyên không có cảm giác đã có nhiều mệt. Vừa nãy cùng họ quý người trung niên lẫn nhau liều thương nhỏ, vào lúc này cũng sớm liền không có cảm giác nào bạo đồ hình thái mang cho mình, cũng không chỉ sức mạnh cùng tốc độ, còn có vượt xa lẽ thường sức khôi phục. Chính mình hiện tại thật không phải là loài người phạm trù rồi. Lúc này Văn Tu Hiền sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, một mặt mỉm cười tìm tới Phó Tiên. Phó Tiên sinh, cố đội trưởng, mời đi theo ta. Xứng đáng là người làm ăn, này tâm tình năng lực khống chế có thể nói đăng phong tạo cực. Cố đội trưởng yên nguyên nằm ở mộng bức trạng thái, ở Văn Tu Hiền mời mọc, mơ mơ màng màng một đường cùng theo vào. Văn Ly ban đầu chờ địa phương bị trụ đá đập phá cái nát bét, vào lúc này đã bị phong tỏa lại. Cũng may văn gia địa phương rất lớn, rất nhanh sẽ lại chỉnh đốn ra một căn phòng. Phó tiên sinh mời ngồi. Văn Tu Hiền đầu tiên là sắp xếp Văn Ly ngồi xong nghỉ ngơi, tiếp mời phó tiền cùng cố đội trưởng ngồi xuống. Gần nhất tao ngộ rất nhiều chuyện, sở dĩ so sánh mẫn cảm, vừa nãy ngôn ngữ có bao nhiêu mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tiểu ly phía sau an toàn, còn nhiều hơn nhiều dựa vào ngài. Không sao, giao nào đó nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ. Phó tiền sửa lại một chút chế phục trên người, tiếp tục với hắn vô nghĩa. Vậy sẽ phải nhiều xin nhờ cố đội trưởng rồi. Thăm dò một lúc lâu, gặp phó tiền kín kẻ không một lỗ hổng, văn tu hiền không có cách nào, một mặt chân thành nhìn cố đội trưởng. Ngài quá khách khí rồi cố đội trưởng một trận thụ sủng nhược kinh. Sự tình phát triển thực sự quá nhanh, mặc dù là hắn bình thường không khéo, lúc này cũng cảm giác đầu óc chuyển không đến. Từ vừa nãy hắn liền liên tục nhìn chầm chầm vào phó tiền, cảm giác vị này đội viên trước nay chưa từng có xa lạ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vị này thủ hạ làm sao lại đột nhiên biến thân thành siêu phạm giả, thậm chí còn liên tục cứu người thuê mệnh. Phó tiên sinh, theo ngài, ngày hôm nay tập kích chúng ta chính là người nào? Văn Tu Hiền quay đầu lại hỏi. Người đây có thể hỏi đúng người. Không biết. Phó tiền lắc đầu. Nhưng hẳn là cũng không khó tra, các ngươi trước gặp được tên đại gia hỏa kia sao? Lấy vấn đề ứng đối vấn đề vĩnh viễn là cái tốt phương pháp. Xưa nay chưa từng thấy. Văn Tu Hiền sự chú ý quả nhiên bị dời đi, chậm rãi lắc đầu. Chúng ta trước có gặp được hai lần tập kích, đều không có một người như vậy ngày hôm nay tập kích nói rõ một điểm đối phương là một cái rất chuyên nghiệp đoàn đội không phải loại kia quân lính tản mạng mỗi một cái đều là tinh thông ám sát cao thủ phối hợp cũng là tương đương hiểu ngầm đây không phải lâm thời dựng ban ngành có thể làm được sở dĩ tuy rằng lưu lại tin tức rất ít nhưng cũng không phải không có biện pháp chút nào có thể hóa thân thạch cự nhân siêu phàm giả am hiểu thôi miên người một cái cố định sát thủ đoàn đội dựa theo cái điều kiện này đi ra không khó xác định bọn họ là ai. Ta sẽ an bài. Văn Tu Hiền gật gù, trong mắt lộ ra một tia hàng mang. Tuy rằng chỉ là người bình thường, nhưng làm cường hào nhiều năm như vậy, hắn cũng có chính mình ngạo khí. Kỳ thực thằng ngốc kia to con cũng không phải khó đối phó nhất. Phó tiền nói tiếp. Tiếp ứng hắn cái kia, rõ ràng am hiểu hóa trang lẻn vào, trong nhà của ngươi nhiều người như vậy, sợ là rất dễ dàng bị thẩm thấu thành cái sang. Này! ngược lại cũng đúng là. Văn Tu Hiền mồ hôi đều xuống rồi. Vậy ngài cảm thấy làm sao mới an toàn? Đơn giản, người nơi này khẳng định có nhà an toàn chứ? Nhà an toàn thứ này, hầu như là quyền quý tiêu phối. Rốt cuộc sinh mệnh đối với bọn họ tới nói tương đương quý giá. Hiết, cái này quả thật có. Để văn ly một người trốn đến nhà an toàn bên trong, mức độ lớn nhất giảm thiểu có thể tiếp xúc được nàng nhân số, tốt nhất trừ ta ra ai đều không thể đi vào. Văn Tu Hiền rõ ràng không thể tiếp thu đề nghị này. Ngươi một người lai lịch không rõ, đưa ra loại này kiến nghị thật được không? Tiểu ly nàng hiện tại còn cần chăm sóc. Kia không cứu, chờ chết đi. Ba người đi nghỉ trước đi, để ta cùng phó tiên sinh tán gẫu một lúc đi. Mắt thấy rơi vào trầm mặt, một bên văn ly đột nhiên nói rằng. Này! Không sao! Văn Ly nhìn mình phụ thân, nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi. Văn Tu Hiền do dự một lúc lâu, cuối cùng thở dài, đem người đều đánh phát ra. Người đều đi rồi, Văn Ly nhìn chầm chầm phó tiền mặt, nhìn chăm chú một lúc lâu. Cảm tạ. Người trước đã cảm ơn rồi. Lần này cảm tạ không phải vì cứu mạng sự. Cảm tạ ngươi đập dịp dương một bạc tai, ta nghĩ như vậy làm rất lâu rồi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Kính, 4000 chữ chương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Mâu thuẫn lớn như vậy sao? Văn Ly lời nói để phó tiền có một tia hứng thú. Bên ngoài, cử chỉ, ăn nói. Bất luận từ góc độ nào nhìn, vị này đều là thỏa thỏa đại gia khuê tú phạm. Rất khó tưởng tượng sẽ nói ra quốc người tai chỉ riêng loại này lời. Ha ha. Văn Ly suy yếu nở nụ cười, thở dài. Thật nói trực tiếp mâu thuẫn, đảo cũng không tính được, nhưng hắn xác thực cho ta tạo thành quấy nhiễu không nhỏ, bản thân cũng tương đương không được người ta yêu thích. Quấy nhiễu? Phó tiền đại khái đoán được vấn đề gì rồi? Thông gia. Phó tiên sinh quả nhiên thông minh, một hồi liền đoán đúng rồi. Văn Ly kinh ngạc nhìn phó tiền một mắt, trên mặt mang theo tán thưởng. Biến thành người khác bị mỹ nữ như thế khen, phỏng chừng rất có thể lân lân rồi. Rất đáng tiếc, phó tiền đối này hoàn toàn không hề bị lay động. Cùng tần đại thiếu giao thiệp với nhiều năm như vậy, hắn rất rõ ràng đối với loại này nhị đại con cháu, thương mại hóa biểu tình quả thực là kỹ năng thiên phú, không quản là kinh ngạc vẫn là thổi phòng có thể tin đều đáng lo. Đúng đấy, ta biết rất nhiều người ước ao xuất thân của ta, nhưng sinh ra ở gia đình như vậy, thật rất nhiều chuyện thân bất do kỹ, có lúc sẽ có loại bị áp không kịp thở cảm giác phó tiên sinh có thể lý giải sao? Có thể tưởng tượng. Phó tiền gật đầu. Bất quá ta bình thường đem loại tâm tình này quy kết là nghiêm trọng ăn no rửng mỡ. Văn ly mặc một hồi cứng đờ. Ngươi sinh ra với gia đình phú quý lại không phải thần tiên nhà, chẳng lẽ còn hy vọng một điểm buồn phiền không có? Hướng về chỗ tốt nghĩ, ngươi ít nhất không cần bán đi lượng lớn thời gian tinh lực thậm chí còn thân thể cái gì, mệt gần chết chỉ vì đổi một khẩu đồ ăn thậm chí ăn uống no đủ đồng thời còn có lượng lớn thời gian có thể trang một chút thâm trầm à, văn ly trầm mặt sau một hồi lâu mới mở miệng phó tiên sinh nhìn ra thực sự là thông suốt đây ngài hào hiệp thản nhiên để người ước ao không cần ước ao hào hiệp bắt nguồn từ thực lực xác thực ngày hôm nay có thể sống sót hoàn toàn dựa vào ngài có thể cùng quý tiên sinh giao thủ không rơi xuống hạ phong ta vẫn là lần thứ nhất gặp ồ phó tiền đến rồi hứng thú. Cái kia quý tiên sinh tính mấy cấp? Cái này. Ngài không phải hẳn là so với ta càng rõ ràng sao? Văn Ly biểu tình hơi nghi hoặc một chút. Cư ta hiểu rõ, quý tiên sinh năm năm trước chính là lục giai siêu phạm giả rồi, thực lực bây giờ càng là sâu không lường được. Cái kia họ quý người trung niên đã là lục giai. Phó tiền cao mày. Giao thủ qua mấy lần, hắn tự tin vị này lão quý tuyệt không phải là đối thủ của chính mình tính như thế đến chính mình chẳng phải là chí ít cũng là lục giai siêu phạm giả rồi bạo đồ khủng bố như vậy cảm khái xong phó tiền quay đầu nhìn văn ly nói đến cái này ta đã nghĩ hỏi người tốt xấu cũng là cái siêu phạm giả dựa theo ngoại giới nghe đồn càng là lục giai có hy vọng làm sao sẽ yếu đuối đến trình độ như thế này đây chính là tinh thần hệ bất đắc dĩ địa phương rồi Văn Ly cười khổ một tiếng. Ngoại giới nghe đồn kỳ thực không sai, ta xác thực sắp lục giai, thế nhưng với các ngươi những này đồng đầu thiết tí vật lý hệ so với, tinh thần hệ thực sự là quá gầy yếu rồi. Siêu phàm giả phân cửu giai, trong đó 7, 8, 9 là cấp thấp, 4, 5, 6 là trung cấp, ở thăng đến trung cấp trước, tinh thần hệ sinh mệnh cường độ cải thiện tương đương không nổi bật. Hơn nữa năng lực của ta lại so sánh đặc thù, hầu như là tinh thần hệ bên trong nhất không có tính chất công kích loại kia sở dĩ không cần ước ao nhược trí chiến sĩ luôn luôn là nam nhân lãng mạn lại nói năng lực của ngươi đến cùng là cái gì phó tiền vẫn là lần đầu tiên nghe người hoàn chỉnh miêu tả thế giới này siêu phàm hệ thống đương nhiên sẽ không thả qua cái này hiểu rõ cơ hội kính ngươi có thể hiểu như vậy văn ly đối bí mật của chính mình cũng không có làm che giấu ta có thể nhận biết được người chung quanh tâm tình, vui sướng, phẫn nộ, bi thương, cừu hận, dục vọng chờ. Người chung quanh những tâm tình này đều sẽ giống tấm gương một dạng hình chiếu đến trên người ta, cảm tình càng là mãnh liệt, khoảng cách càng gần, hình chiếu liền càng là rõ ràng. Một mặt, nó để ta tương đương nhạy cảm, sẽ không dễ dàng bị người lừa dối, nhưng cùng lúc đó, tương đối dài trong một khoảng thời gian, năng lực này cho ta tạo thành rất lớn quấy nhiễu ta bị ép mỗi giờ mỗi khắc cảm thụ tâm tình của người khác, cho tới tinh thần đều đứng bên bờ vực tan vỡ. Kỳ thực cái này cũng là vì sao ta căm ghét Diệp Dương, cùng hắn khoảng cách hơi hơi gần một ít, ta cảm nhận được đồ vật liền tương đương để người không nhanh. Phó tiên sinh thì lại khác, tuy rằng ngài thực lực quá mạnh ta không thể nhận biết được bao nhiêu đồ vật, thế nhưng có ít nhất một điểm có thể xác nhận, đó chính là ngài thật không có ác ý. Thì ra là như vậy. Xem ra ngươi vừa nãy cùng phụ thân ngươi có quan hệ giao lưu." Phó Tiền nói, năng lực này cũng thực là có điểm mới mẻ. Trước mặt, bằng không phụ thân ta làm sao sẽ yên tâm rời đi? Trên thực tế, những năm này theo năng lực tăng lên, cảm nhận của ta càng nhạy cảm đồng thời, đã có thể thoáng đối với người khác tâm tình tạo thành một ít ảnh hưởng, sở dĩ, Văn Ly lộ ra một cái đẹp để nụ cười. Hiện tại muốn làm trái với ý nguyện của ta là một cái khá là khó sự tình. Cơ bản hiểu rõ rồi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tinh thần hệ năng lực vẫn rất có chỗ hơn người, đặc biệt trường hợp dưới có thể phát huy ra so với vật lý hệ càng cao hơn giá trị. Bất quá liền hiện nay có thể làm được đồ vật tới nói, Văn Ly cái này chuẩn lục giai tên, thực sự là có chút hư. Kỳ thực có lúc, thật tình nguyện chính mình không cần có như vậy một phần thiên phú, gây phiền toái đồng thời, liền bảo vệ mình người nhà đều không làm được. Văn Ly thở dài, lần thứ hai hóa thân vẹt. Xây thiếu nữ. Mọi việc muốn hướng về chỗ tốt nghĩ, nếu không có năng lực này, nhân gia dịp đại thiếu không hẳn để ý ngươi. Phó tiền an ủi người năng lực luôn luôn là địa ngục cấp. Văn ly trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Này ngài đều biết. Xác thực ở ta biến thành như vậy trước, tuy rằng có một ít chuyện làm ăn vãng lai, nhưng hầu như từ không có được bọn họ nhìn thẳng chờ, càng không cần phải nói như vậy tích cực cung cấp trợ giúp, bất quá ta cái này chuẩn lục giai thực sự hữu danh vô thật, bọn họ có thể sẽ thất vọng rồi. Không cần tự ti, chỉ ít một cái trung cấp siêu phàm giả sinh sôi ghen liền rất có giá trị rồi. Cảm tạ ngài khẳng định. Đáng tiếc ta trước sau không nghĩ khuyết nhân tình này, bằng không sự tình liền triệt để không có cứu vãn chỗ trống, sợ dĩ. Văn Ly biểu tình trước nay chưa từng có chăm chú không quản ngài ra tay giúp đỡ là nhất thời hưng khởi vẫn là có ẩn tình khác ta lại lần nữa chân thành khẩn cầu ngài có thể ở phía sau khoảng thời gian này làm cứu viện tương đương trần khẩn đây bất quá ngươi sợ là không biết đã có người thế ngươi xin nhờ quá rồi để ta không thể không làm loại này đáng ghét nhất việc ta đã sớm nói rồi nằm trong chức trách việc nghĩa chẳng từ phó tiền chậm rì rì nói để văn đại tiểu thư không nên kích động nói đến văn già coi như không phải cái gì quyền quý danh môn tốt xấu cũng là tiền nhiều xài không hết làm sao sẽ một cái siêu phạm giả bảo tiêu đều không có có lấy tiền sát thủ khẳng định có bán mình bảo tiêu phó tiền cũng không nhận ra siêu phạm giả đều như vậy có khí tiết ngài nói không sai trong này có ẩn tình khác văn ly biểu tình có chút quýnh chúng ta trước xác thực số tiền lớn mời mọc một vị siêu phạm giả bảo tiêu thậm chí thực lực so với quý tiên sinh cũng chênh lệch không lớn đáng tiếc trước đây không lâu xảy ra chút bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Hắn bị chấp dạ nhân bắt rồi. Còn mẹ nó có chuyện như vậy? Thiệt thòi các ngươi vẫn là nhà tư bản, nhận người thời điểm không làm bối điều sao? Sự tình khẩn cấp, chúng ta ngay lập tức coi trọng nhất không thể nghi ngờ là thực lực, mặc dù biết hắn vẫn ở chấp dạ nhân trong danh sách truy nã. Không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy, trong ngắn hạn lại rất khó lại tìm đến một vị khác xem ra các ngươi cùng chấp dạ nhân quan hệ không sao thế gia tộc chuyện làm ăn trải qua khá rộng rãi có một ít lệch khu vực màu xám khả năng ở chấp dạ nhân bên kia phong bình không tốt lắm văn ly thành thật thừa nhận rõ ràng phàm là quan hệ tốt một chút đối phương hẳn là đều không đến nỗi làm loại này rút củi dưới đáy nồi sự tình phó tiền thở dài một tiếng rốt cuộc biết lão văn nhà vì sao làm chật vật như vậy Người từng trải cố đội trưởng trước còn suy đoán khả năng có chấp dạ nhân trấn thủ, ngẫm lại thực sự là quá lạc quan rồi. Sở dĩ ngày hôm nay ngày thời điểm xuất thủ, ta đúng là khó có thể ức chế sự hoan hỷ trong lòng, nói chung rất cảm tạ ngài. Văn đại tiểu thư lần thứ ba trịnh trọng việc nói cảm ơn. Mặt khác liên quan với ngày hôm nay nói chuyện nội dung, kính xin bảo mật. Ta không nghĩ ở tiếng giai trước, để diệt gia có quá nhiều không tốt quan cảm. Yên tâm, ta luôn luôn miệng kín như bưng. Phó tiền một lời đáp ứng luôn, tiếp hạ thấp giọng. Vấn đề là ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta hiện tại nói chuyện, đã bị người ngưỡng mộ ngươi nghe được rồi. Cái gì? Văn Ly lúc này chính là cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu bốn phía nhìn xung quanh. Không cần nhìn, bên ngoài trên tường nằm úp sắp đây. Phó tiền tiếp tục nhỏ giọng nói rằng, tiếp một cước đá vào Văn Ly ngồi trên ghế dài. Tiếng thét chói tai bên trong, Văn Ly liền người mang ghế tự đồng thời bay ra ngoài. Cùng lúc đó, phó tiền một hồi đứng lên, hét lớn một tiếng. Cẩn thận, có thích khách. Lời này vừa nói ra, trong cảm giác bên ngoài trên tường thẳng lặng một dạng víu người đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp bắt đầu điên cuồng di động. Kỳ thực mới vừa chưa ngồi được bao lâu, phó tiền liền phát hiện bên ngoài trên tường có người rồi. Không biết có phải là linh cảm tăng cường hiệu quả, hắn hiện tại tri giác cực kỳ nhạy cảm kẻ nghe trộm đã là tương đương cẩn thận rồi, hành động gian lặng yên không một tiếng động không nói, thậm chí là lợi dụng đặc thù kỹ xảo, cả người bày ra ở trên tường. Dù là như vậy, ở phó tiền trong cảm giác yên nguyên rõ ràng dường như ít quan mảnh. Hắn thậm chí ngay cả là ai cũng biết, lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm, bị chính mình một cước đạp bay tiểu sói nữ. Nói đến văn gia cũng là đủ thảm, chính mình đại bản doanh bị đối thủ thẩm thấu thành cái sàn không nói, thậm chí còn nằm ở chuẩn thân gia giám thị bên dưới căn cứ nhìn một chút người đến ý muốn cái gì là tâm tư phó tiền cũng không có ngay lập tức nói toạc ra vào lúc này gần như có thể đánh trắng động cỏ rồi một tiếng gào xong đầy trời còi báo động vang lên phó tiền từ trên bàn nắm lên một thứ đây là một viên kim loại cái chặn giấy làm công tinh xảo cái đầu khổng lồ vừa nhìn liền không tiện nghi nắm trong tay cùng chuyển gạch một dạng đỉnh đỉnh sau một khắc phó tiền đem nó đối với tường văn ra ngoài. Âm âm. Văn gia hào trạch lại lần nữa gặp xui xẻo. Sức mạnh kinh khủng gia trì dưới, cái chặn giấy đạn pháo một dạng gào thét mà ra, ung dung xé rách đối diện vách tường. Cái chặn giấy thêm vào vô số gạch đá viên nói, đồng thời bắn trúng tường phía sau di chuyển nhanh chóng bóng người. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cái bóng từ trên tường tầng tầng té xuống. Nếu như nhớ không lầm lời nói, này thật giống là lầu bốn. Lúc này văn tu hiền đã vội và đuổi tới, nhìn thấy trên tường động cùng trên đất khuê nữ biểu tình có thể nói tương đương khó coi. Cỡ nào quen thuộc một màn, bao lớn hào trạch cũng không chịu nổi như thế tạo a. À. Yên tâm, nhìn thấy trên đất vị kia thời điểm, người biểu tình sẽ càng khó coi. Vào lúc này nghề nghiệp bị đạp giả văn ly đã lần thứ hai kiên cường đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn phó tiền, tiếp nhỏ giọng động viên chút chính mình cha mấy người đồng thời lúc xuống lầu, rơi xuống đất ẩn nút giả đã là bị hoàn toàn vây quanh. Bất quá xem ra bao không vây quanh đã không có ý nghĩa, trên đất người giờ khắc này không nhúc nhích, máu thịt be bét. Hầu như là không hề phòng hộ tình huống bị đánh trúng chỗ yếu, tiếp lại từ lầu bốn rơi xuống, vị này đã là chết đến mức không thể chết thêm. Trước đi nghỉ ngơi dịp đại thiếu đoàn người đã sớm đến, giờ khắc này chính gắt gao nhìn chồng chọc, chọc thi thể trên đất, mặt đen cùng kia cái gì một dạng thích khách đã đền tội phó tiền căn bản không bất kể hắn là cái gì sắc mặt đàng hoàng trịnh trọng chỉ vào trên đất tranh công vừa nãy lại có người xâm nhập đi vào tùy thời đánh lén may mà bị ta phát hiện rồi bất kể nói thế nào ngồi trước thực thích khách thân phận lại nói văn tu hiền biểu tình có thể nói muôn màu muôn vẻ hắn lại không ngốc dịp dương phản ứng hắn làm sao sẽ không thấy được dị thường hơn nữa hơi thêm lưu ý liền có thể phát hiện phía sau hắn tùy tùng đều ít đi một cái. Trên đất người là ai còn dùng nói sao? Nhưng người đúng là ở ngoài tường mặt bị đánh xuống, nói thích khách tuyệt đối không vấn đề chút nào. Văn Tu Hiền tâm lý cũng có chút phiền. Ban ngày mới vừa bị người ám sát xong, vào lúc này lại ở nhà mình trên vùng này bị giám thị. Hắn lại có thể chịu nhục, vào lúc này cũng rất khó có cái gì tốt sắc mặt. Cảm tạ phó tiên sinh rồi, nếu không là ngươi tiểu ly sợ là vừa nguy hiểm rồi suy nghĩ luôn mãi văn tu hiền cuối cùng lựa chọn trịnh trọng việc hướng phó tiền nói cám ơn không nghĩ tới đám người này như thế có kiên trì lại đi mà quay lại thực sự là khó lòng phòng bị a à. cảm tạ xong phó tiền văn tu hiền lại là một trận thở dài thở ngắn xoay người đối với diệp dương mấy người bởi vì cái này còn quấy nhiễu đến diệp dương cùng quý tiên sinh xin nhiều thứ lỗi không sao Diệp Đại Thiếu ngay lập tức thậm chí không làm ra bất luận cái gì đáp lại, vẫn bị họ quý người trung niên kéo một hồi, mới hầu như là cắn răng nói một câu. Chúng ta nghe đến cảnh báo, lo lắng gặp sự cố liền đi ra nhìn một chút, không có chuyện gì là tốt rồi. Họ quý người trung niên rõ ràng lão luyện nhiều lắm, vẻ mặt thành thật đối với Văn Tu Hiền nói rằng. Quấy nhiễu không thể nói là, chúng ta vốn là quá đến giúp đỡ, tự nhiên toàn lực ứng phó. Khổ cực ngài. Văn Tu Hiền với hắn một trận khách sáo, tự hồ ai cũng không có chú ý tới thi thể một đầu kia đỏ xanh giao nhau tóc đẹp. Phó tiền biết vị này sợ là chết vô ích rồi. Hắn cũng không phải là đối tiểu sói nữ lớn bao nhiêu cừu hận nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết. Tiểu sói nữ trăm phần trăm là bị Diệp Dương thụ ý đến nghe trộm, lấy Diệp Dương tính cách, trước một cái tác kia làm sao có khả năng nuốt xuống. Đến nghe trộm xác suất lớn là vì mình đến, biết rõ lai lịch của chính mình đến tiếp sau tìm cơ hội chậm rãi trả thù đây là nhân chi thường tình nhưng ở văn gia liền trực tiếp làm loại này mờ ám nói rõ bọn họ trên bản chất đối văn tu hiền bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu tín nhiệm nếu như hôm nay văn ly nói lời truyền đến bọn họ trong tai đến tiếp sau phản ứng làm sao rất khó đoán trước nhiệm vụ của chính mình nghĩ phải hoàn thành cần mức độ lớn nhất giảm thiểu văn ly khả năng chịu đến uy hiếp sở dĩ không quản xuất phát từ phương diện nào cân nhắc đều phải kinh sợ một hồi, để bọn họ trong ngắn hạn không dám lại làm cái gì mờ ám. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Các nguyên nhân duyên này làm sao lăn lộn? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sự tình xử lý cho tới khi nào xong đã là hoàng hôn giáng lâm, một hồi náo kịch hạ mạng kết thúc. Văn gia hào trạch gian nan một ngày cuối cùng vượt qua. Tà dương dư huy bên trong, tòa này xa hoa chỗ ở hiện tại đã là thủng trăm ngàn lỗ chiến tổn đồ trang mát may mà địa phương rất lớn chỉnh đốn một hồi còn có thể ở người nhưng dù vậy lại đến hai lần cũng có thể đẩy ngã trùng kiến rồi mà phó tiền thân là kẻ cầm đầu thành công dựa vào ngày hôm nay bạo lực biểu hiện thắng được tôn trọng của mọi người hoảng sợ phó tiên sinh ngày hôm nay khổ cực ngài ta đã để người sắp xếp nơi ở văn ly cũng là một mặt gần đất xa trời nhưng vẫn là cường đánh tinh thần nói Nàng là vì mấy không nhiều đồng ý cùng phó tiền tiếp lời người Dễ như ăn cháo Phó tiền ngữ khí hơi hợt Sau đó liền nhìn thấy dịp đại thiếu thân thể rung lên Hiện tại người trẻ tuổi tính tình thật lớn Nháo đến trình độ như thế này Phó tiền có thể không tin cái gì nở nụ cười quên hết thù oán Đắc tội chết liền đắc tội chết đi Dịp đại thiếu tâm lý có phải là nghĩ đem mình rút gân lột da phó tiền hoàn toàn không để ở trong lòng. Từ trước biểu hiện nhìn, vị này vẫn là tương đối tiếc mệnh. Tin tưởng trải qua lầu bốn bay thi sự tình sau, dịp đại thiếu ở biết rõ lai lịch mình trước, hẳn là yên tĩnh lại, sẽ không có cái gì mờ ám rồi. Chỉ cần làm được điểm này liền được rồi. Nhất diệu là hắn không quản làm sao tra, đều chỉ có thể được mình là một phổ thông bảo tiêu sự thực, đến thời điểm nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ. Có thời gian này, tin tưởng hẳn là đầy đủ văn ly thăng cấp rồi. Hy vọng vị này đến thời điểm không muốn quá kéo vượt. Một đêm vô sự. Từ xa hoa trên giường lớn tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sáng choang. Từ khi trở thành siêu phạm giả sau, phó tiền phát hiện mình tinh lực vẫn nằm ở tương đương dồi dào trạng thái, giấc ngủ đối với hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng được. Nhưng là một cái giấc ngủ người ưa thích, hắn vẫn là theo thói quen ở trên giường nghỉ ngơi cung hắn nghỉ ngơi phòng ngủ mặc dù là lâm thời chỉnh đốn đi ra nhưng nhìn ra tương đương xa hoa không phải phổ thông phòng khách mãi đến tận văn ly ngáp một cái đi vào sát vách phó tiền cuối cùng xác nhận chính mình là bị lĩnh đến hào trạch chủ nhân phòng ngủ xem ra văn gia cũng đúng là bị dọa cho sợ rồi ngoài cửa sớm đã có hầu gái thủ ở bên ngoài gọi phó tiền quá đi ăn cơm phó tiền đi tới phòng ăn thời điểm văn ly đang ở tao nhã ăn bữa sáng nhìn qua khí sắc đã khôi phục không ít. Không biết có phải là nghe theo chính mình kiến nghị, ngày hôm nay người hầu số lượng rõ ràng thiếu. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, Văn Tu Hiền vẫn là rất phải cụ thể. Phó tiên sinh sớm, muốn ăn cái gì cũng có thể để nhà bếp đi làm. Lễ phép cùng Phó tiền hỏi thăm một chút, Văn Ly mặt mỉm cười giải thích vì sao Văn Tu Hiền không ở. Phụ thân hắn còn có chuyện xử lý, sáng sớm liền đi ra ngoài rồi. Người có tiền cũng không dễ dàng a. À. Phó Tiền trong lòng cảm khái, ngồi xuống ăn một điểm thức ăn. Mùi vị này, không dễ dàng vẫn là đáng giá. Phó tiên sinh, liên quan với phòng hộ trên sắp xếp, ngài cảm thấy có nhu cầu gì cải tiến địa phương sao? Ta sẽ để bọn họ toàn quyền phối hợp ngươi. Văn Ly đầy đủ thể hiện rồi một cái đại gia khuê tú giáo dưỡng, mãi đến tận đêm bữa sáng ăn xong mới mở miệng hỏi. Cải tiến không gian xác thực rất lớn lớn đến đã không có cải tiến cần phải. Phó tiền cũng không ngẩn đâu. Hắn thực sự nói thật, văn gia hiện nay bảo an nhìn như nghiêm mật, nhưng đó là xây dựng ở đối phương là phổ thông sát thủ cơ sở trên. Đối với bình thường am hiểu đánh lén lẻn vào không phải nhân loại, vốn là thủng trăm ngàn lỗ trạng thái. Ngài vẫn là kiến nghị ta trốn vào nhà an toàn có đúng không? Văn Ly thở dài. Xuất phát từ một ít nguyên nhân, bất quá vạn bất đắc dĩ, Ta vẫn là không nghĩ chọn dùng phương pháp này, chờ phụ thân lúc trở lại, ta lại với hắn thương lượng một chút đi. Sự thực chứng minh, Văn Tu Hiền trở về không có phiền phức nhanh. Chẳng được bao lâu, liền có người hầu một mặt căng thẳng đi vào thông báo, có đặc thù khách nhân đến rồi, điểm danh muốn tìm Phó Tiền. Không đợi Văn Ly nói cái gì, cửa liền trực tiếp bị từ bên ngoài đẩy ra. Một cái toàn thân hắc y nữ nhân bản mặt lạnh ăn tiền đi vào. Tuy rằng quần áo mộc mạc, thế nhưng khí tràn cực cường, dường như một cái ra khỏi vỏ lan nha bổng, chỗ đi qua đâm vào không người dám nhìn thẳng. Đi thẳng đến trước bàn ăn, nữ nhân ánh mắt sắc bén ở trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở phó tiền trên người. Phó tiên sinh sao? Có thể là... Đàm tổ trưởng, ngày ngày hôm nay lại đây có chuyện gì không? Nhìn người tới trong nháy mắt, văn ly sắc mặt liền khá không tốt nhìn, thấy nàng mục tiêu nhắm thẳng vào phó tiền, không nhìn được lấy chủ nhân thân phận mở miệng. Có chuyện tìm vị này phó tiên sinh tán gẫu một chút mà thôi. Họ đàm nữ nhân không hề liếc mắt nhìn văn ly một mắt, nhìn chầm chằm phó tiền ánh mắt tương đương không lành, xung bên cạnh so với cái thủ thế. Phó tiên sinh mời đi theo ta đi. Chỗ này người làm sao một cái so với một cái hung hăng. Phó tiền tự nhiên nhìn ra trước mắt vị này không phải người bình thường, thỏa thỏa một vị siêu phạm giả, thực lực thậm chí còn không sai quả nhiên bắp thịt sức mạnh quá to lớn đầu óc sẽ thoái hóa sao? Đàm tổ trưởng, ngài đây là ý gì? Phó tiền vẫn chưa trả lời, một bên văn ly nhưng là cuốn lên. Phó tiên sinh hiện tại chính ở trong công tác, không tiện ra ngoài. Đã là lần thứ hai rồi, đàm tổ trưởng liền như thế nhằm vào chúng ta văn gia. Lần thứ hai, phó tiền phản ứng lại cái gì? Chấp dạ nhân. Từng. Văn Ly nhẹ nhàng gật đầu, không quên trao trước giới thiệu. Vị này chính là bản thị chấp dạ nhân đội ngũ tổ thứ hai tổ trưởng Đàm Minh Tuyết Nữ Sĩ, chúng ta trước từng có một ít giao lưu. Quả nhiên. Vừa nãy nữ nhân sau khi vào cửa, phó tiền liền mơ hồ có cái cảm giác này. Tối ngày hôm qua trước khi ngủ, hắn đặc biệt hoa điểm công phu biết một chút cái này đánh mấy lần liên hệ tổ chức. Ở thế giới này, chấp dạ nhân là quy mô lớn nhất tổ chức một trong, cũng là một cái tương đương đặc thù tồn tại, hầu như hết thảy cùng siêu phàm sức mạnh tương quan đồ vật đều thụ nó hạn chế. Địa vị cao cả, thực lực mạnh mẽ, trải rộng các nơi chấp dạ nhân đội ngũ, duy trì toàn bộ siêu phàm giả thế giới trật tự. Hầu như không có người nào đồng ý với bọn hắn đối nghịch. Trên thực tế cũng chính bởi vì sự tồn tại của nó, người bình thường mới có thể ở rất nhiều không phải nhân loại trong tranh đấu sống sót, duy trì cuộc sống bình thường. Cũng khó trách vị này khí diễm lớn lối như thế a à đổi ai dựa lưng như vậy một tổ chức, đều sẽ không cẩn thận nuôi thành vên mặt hất hàm sai khiến tật xấu. Đến mức văn ly trong miệng giao lưu, hẳn là không phải rất vui vẻ trải qua. Phó tiền nhớ tới đến văn ly ngày hôm qua nhắc tới trải qua. Thật vất vả mời cái cường lực bảo tiêu, kết quả bị bởi vì nội tình không sạch sẽ bị chấp dạ nhân mang đi rồi. Lần thứ hai hẳn là chỉ chính là cái này rồi. Nhà các ngươi nhân duyên này làm sao lăn lộn, để người ta như thế phá ngươi đài phó tiền bên này đang ở cảm khái văn ly cũng đã là không nhịn được than phiền đàm tổ trưởng lần trước tới cửa sự ra có nguyên nhân chúng ta hiểu rõ sau cũng là toàn quyền phối hợp ngày hôm nay tóm lại phải cho cái lý do chứ lý do đàm minh tuyết như là nghe được chuyện gì buồn cười văn tiểu thư cả nghĩ quá rồi chấp dạ nhân vẫn sẽ không tẻ nhạt đến nhằm vào nhà ngươi đến mức vị này phó tiên sinh ngươi tổng sẽ không cảm thấy ở chỗ này giết người còn có thể như không có chuyện gì xảy ra chứ. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả